Ai cũng có mơ ước một tương lai tươi sáng, nhưng không phải ai cũng biết định hướng đúng cho tương lai của mình. Welcome to UBS. Với hơn 40 ngành đào tạo bậc đại học, cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ, UBS sẽ đưa bạn đến tương lai tươi sáng. Onthi.net.vn, nơi hội tụ các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm đến từ các trường trung học phổ thông và các trường đại học hàng đầu cả nước. Onthi.net.vn giúp bạn hệ thống kiến thức rõ ràng nhất, đầy đủ nhất và dễ hiểu nhất. Onthi.net.vn với hệ thống gần 2.000 bài giảng các môn học, phong phú, đa dạng, giúp bạn học tập dễ dàng. Onthi.net.vn, website Onthi trực tuyến với công nghệ hiện đại, dễ tiếp cận, có tính tương tác cao. Onthi.net.vn, cùng bạn đi tới thành công. Hòa nhập vào sự phát triển chung của hệ thống giáo dục tại Việt Nam, trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn với hệ thống các bậc đào tạo: cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp. Các cơ sở và bậc đào tạo gồm: cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh, trung cấp Đại Việt Cần Thơ. Nhà trường luôn cam kết mang đến cho học viên cơ hội hòa nhập vào một nền giáo dục luôn hướng đến sự hoàn thiện. Việt Nam hiện đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và cũng được coi là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao, số thuê bao sử dụng điện thoại di động với gần 80 triệu thuê bao. Vì vậy, cần một số lượng khá lớn kỹ thuật viên sửa chữa thiết bị này. Đáp ứng yêu cầu đó, hiện đã có khá nhiều đơn vị đào tạo nghề sửa chữa điện thoại di động ra đời. Trong đó, CPS Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế ưu việt của mình trong lĩnh vực này. CPS Việt Nam là đơn vị đào tạo nghề sửa chữa điện thoại di động theo tiêu chuẩn quốc tế, chuyên nghiệp. Sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực này, đến nay, CPS Việt Nam đã triển khai thành công hơn 500 khóa học, hàng ngàn học viên đã tốt nghiệp. Đây thực sự là nơi lý tưởng để bạn có thể yên tâm khi muốn theo học nghề này. Học viên học tại CPS Việt Nam được đào tạo chuyên sâu về kiến thức điện thoại và thực hành sửa chữa thực tế. Các khóa học đa dạng và thời gian đào tạo linh hoạt tại CPS Việt Nam đã thu hút được rất nhiều học viên tham gia. Với thời gian học nghề không dài, từ 3 đến 6 tháng, tổng chi phí đầu tư cho học nghề chỉ bằng khoảng 50% so với các nghề khác. Vì vậy, người học tiết kiệm khá nhiều chi phí khi theo học nghề này. Sau khi tốt nghiệp ra trường, thu nhập của một kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di động trung bình từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng. Theo thống kê, nghề sửa chữa điện thoại di động được đánh giá là một trong 100 nghề đắt giá nhất thế kỷ 21. Chính vì vậy, nếu quyết định chọn cho mình con đường lập nghiệp nhanh chóng với mức thu nhập khá, thì nghề sửa chữa điện thoại di động chính là sự khởi nghiệp cho tương lai. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ CPS Việt Nam, tòa nhà 110A, Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 098 22 66 077, website 3w.cps.vn. Xin nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị, các bạn và các em học sinh đến với chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2014 được truyền hình trực tiếp từ trường quay S10 Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đơn vị tài trợ và đồng hành cùng chương trình là Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH. Để theo dõi cũng như tham gia đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi, thì quý vị và các bạn có thể truy cập vào hệ thống tổng đài trực tuyến www.tuvantuyensinh.vn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, hệ thống giáo dục trên cả nước ngày càng phát triển cùng với sự vận động của kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, khi tại các thành phố lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì tỷ lệ người nhập cư ngày càng gia tăng và các trường công lập cũng như ngoài công lập xây dựng mới không theo kịp với đà phát triển của các khu đô thị. Và cùng với đó là tâm lý chọn trường, chọn lớp của phụ huynh và học sinh đã tạo nên một áp lực không nhỏ cho ngành giáo dục trong mỗi mùa tuyển sinh đầu cấp. Và để giúp quý vị khán giả, quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh có được cái nhìn tổng thể, khái quát về chủ trương chính sách của ngành giáo dục thủ đô Hà Nội trong mùa tuyển sinh đầu cấp năm học 2014-2015, thì chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ tư vấn tới quý vị những thông tin liên quan tới mùa tuyển sinh. Và xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ tham gia trao đổi trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
Trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú thầy giáo Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Giáo dục Lomonosov. Xin giới thiệu thầy giáo Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lomonosov. Xin giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Thúy Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lomonosov Mỹ Đình. Tiếp theo chúng tôi cũng xin được giới thiệu bà Mai Lan Anh, Chủ tịch Hệ thống Giáo dục Ban Mai. Xin giới thiệu Thạc sĩ Phạm Thị Thu Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ban Mai. Xin được giới thiệu ông Lawrence James Camp, Quản lý Chương trình Quốc tế Trường Tiểu học Ban Mai. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón bà Lê Tuệ Minh, Chủ tịch Điều hành Hệ thống Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring. Xin giới thiệu thầy giáo Phan Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học Wellspring. Và xin được giới thiệu thầy giáo Andrew Robert Jackson, Giám đốc Chương trình Quốc tế Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được chào đón đông đảo quý vị phụ huynh, các em học sinh của Hệ thống Giáo dục Ban Mai, các em học sinh đến từ trường Trung học Cơ sở Lomonosov. Một lần nữa xin nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị, các bạn và các em học sinh. Và trước khi chúng ta cùng nhau bước vào cuộc trao đổi ngày hôm nay, thì xin mời quý vị, các bạn sẽ cùng theo dõi một phóng sự của chúng tôi. Theo nhận định thì năm nay sự cạnh tranh và căng thẳng trong kỳ thi tuyển sinh đầu cấp của cả ba cấp học tại thành phố Hà Nội tăng lên rất nhiều do có sự thay đổi giữa chỉ tiêu tuyển sinh và số lượng học sinh tham gia dự tuyển. Theo dự kiến của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, năm học 2014-2015, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 là 126.850 học sinh. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 các trường trung học cơ sở là 108.700 học sinh. Đặc biệt, với cấp trung học cơ sở, do số lượng học sinh đăng ký dự tuyển tăng 22.000 em so với năm ngoái. Vì thế, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đặc biệt chú trọng công tác rà soát thống kê số lượng trẻ trên các địa bàn để có thể phân bố chỉ tiêu tuyển sinh của các trường một cách hợp lý. Cũng theo đó, việc triển khai công tác tuyển sinh phải đảm bảo 4 rõ: rõ tuyến, rõ thời gian, rõ chỉ tiêu và rõ phương thức tuyển sinh. Đồng thời, phải công khai rộng rãi 4 rõ để phụ huynh, học sinh trên địa bàn biết và thực hiện. Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông cũng đang gây căng thẳng cho gần 75.000 học sinh. Học sinh vẫn sẽ thi hai môn văn toán, vẫn kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Năm nay sẽ có khoảng 66% học sinh học xong lớp 9 có cơ hội trúng tuyển vào lớp 10 của 105 trường trung học phổ thông công lập và 4 trường chuyên. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng đã phân bổ 11.960 chỉ tiêu cho 88 trường trung học phổ thông ngoài công lập, chiếm 16% tổng số học sinh lớp 9. Điểm đáng lưu ý trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay, đó chính là Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ siết chặt nguyện vọng 3 nhằm đảm bảo cho chủ trương tuyển sinh 3 tăng, 3 giảm. Đó là tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, cơ sở vật chất, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp và giảm số lớp trên một trường. Phóng sự vừa rồi đã mang đến cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về công tác tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội trong năm nay. Và liên quan tới những thông tin tuyển sinh này thì quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh có rất nhiều băn khoăn cũng như những câu hỏi liên quan. Và trước tiên thì xin được mời nhà giáo ưu tú thầy Nguyễn Phú Cường sẽ thay mặt các vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay giải đáp một số thắc mắc của quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh. Vâng, và thưa thầy, là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác làm tuyển sinh thì thầy có thể cho biết so với những năm trước đây thì áp lực tuyển sinh đầu cấp năm nay của thành phố Hà Nội như thế nào? Là người luôn để ý đến cái tình hình giáo dục phổ thông thì tôi thấy ngành giáo dục cũng như là lãnh đạo của các cấp luôn quan tâm đến cái việc này.
Tôi thấy áp lực về chỗ học ấy thì có lẽ là không có. Là bởi vì trong thông báo tuyển sinh năm nay của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội thì 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đều có chỗ học. Chỉ vấn đề là học ở trường nào thôi. Chưa kể là năm nay cái số học sinh của lớp 9 ấy, giảm 12.000 so với năm trước. Không phải là sức ép ghê gớm như năm trước. Còn ở trung học cơ sở và ở tiểu học thì giáo dục đã phổ cập từ lâu rồi. Và nhà nước luôn luôn lo cho cái chỗ học cho các cháu. Vậy thì các em học sinh ở các cái lớp mà khác ấy, thì cũng không đáng lo. Tôi cho là cái dùng cái từ áp lực ở đây chắc là từ cha mẹ học sinh. Đó là vấn đề muốn cho con học một cái trường nào đó. Đấy, ví dụ như muốn vào trường chuyên hoặc là muốn vào cái trường như theo ý của mình. Thế thì về cái việc này thì các bậc cha mẹ học sinh chắc cũng phải có cái điều chỉnh. Đấy. Trước hết như là trong cái phóng sự vừa rồi thì ngành giáo dục cũng đã có những quy định rất là cụ thể về khu vực. Kể cả cấp 3 học ở khu vực này thì sẽ nộp đơn đến trường nào thì họ đã phân tuyến rất là rõ ràng. Thế rồi là có những quy định rất là cụ thể về thu nhận học sinh cũng như là cách rút học sinh ra rất thoải mái như thế nào đó, tức là tạo điều kiện tối đa. Thế thì cha mẹ học sinh phải chấp nhận và phải theo thôi. Vâng. Tôi nghĩ là cha mẹ học sinh thì nên tự giảm sức ép cho chính mình và chính cho con cái mình. Là bởi vì khi cái đòi hỏi cao mà hơn cái sức của con thì cũng khó. Tôi cũng vốn làm hiệu trưởng của trường chuyên trước đây khi còn công tác. Thì tôi thấy rằng là nguyện vọng vào thì đúng. Thế nhưng mà làm sao mà phải thấy là con mình có đủ thức theo học hay không. Bởi vì các trường chuyên họ có quy chế rất ngặt nghèo là học không được cũng phải ra. Vậy thì cũng nên đặt đúng cho con. Rồi hơn nữa là quan niệm đầu tư cho các con của mình cũng có thể phải thay đổi. Ví dụ như con bé thì phải chú ý dinh dưỡng, chú ý sức khỏe, hoặc là chú ý các cái hoạt động văn nghệ thể dục thể thao, chứ không nên bắt các cháu học nhiều quá. Nhiều bố mẹ bắt các con đi học liên miên ở tiểu học, học ngoài nhà trường còn đi học thêm rất nhiều. Thế rồi là trên đó thì lớn lên thì cũng theo cái đà đó, nhưng chuẩn bị dần về kiến thức và hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho các cháu. Theo tôi như thế thì cái sức ép nó sẽ giảm đi, và không gì mà mình lại tự hành mình hành con mình cả. Vâng. À, như vậy là các bậc phụ huynh thì nên hiểu rõ năng lực của con em mình, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp và cũng phần nào đó góp phần làm giảm sức ép cho ngành giáo dục trong công tác tuyển sinh đầu cấp, đúng không ạ? Vâng. À, thưa thầy, như phóng sự vừa rồi chúng ta theo dõi thì thấy rằng một trong những điểm đổi mới của tuyển sinh vào cấp 3 năm nay của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đó chính là sẽ hạn chế các trường xét tuyển nguyện vọng 3. Vậy thì nhận định của thầy về vấn đề này như thế nào? Liệu có phải như vậy sẽ đồng nghĩa với việc cánh cửa vào các trường trung học phổ thông sẽ hạn chế hơn với các em hay không? Kỳ thi vào lớp 10 năm nay thì phải nói là vẫn theo nếp cơ bản như tuyển sinh của các năm trước thôi. Nhưng mà có cái điểm mà như là đã thông báo, tức là có hạn chế cái nguyện vọng 3. Thì năm trước ấy, thì dù lịch thi rất rõ ràng, nhưng mà cũng có cái trường là còn thay đổi lịch thi tuyển sinh để dẫn đến cái nguyện vọng 3, và dẫn tới là cái chỉ tiêu bị vượt hơi nhiều. Thế thì rút kinh nghiệm đó thì năm nay là ở những cái trường công lập mà gặp khó khăn về tuyển sinh ấy, thì Sở Giáo dục Đào tạo là chỉ cho phép tuyển hạn chế thôi. Đó là những học sinh mà không đỗ nguyện vọng 1 và 2. Thế thì điểm phải như thế nào đó mới cho vào nguyện vọng 3. Mặt khác ấy thì tôi cho là thành phố cũng đã có cái nguyên tắc là 3 tăng 3 giảm như là trong phóng sự đã nêu. Và đó là nguyên tắc thì nó phải cứng, không có thể ta không dùng cái từ nguyên tắc. Thế mà cái nguyên tắc này thì mang lại lợi ích cho người học. Bởi vì số học sinh trên mỗi lớp giảm này và số lớp mỗi trường giảm, như vậy nó làm cho các cái trường gần tiệm cận với cái giáo dục của các cái nước tiên tiến hơn. Với các nước tiên tiến ấy, thì cái số lớp học sinh trên mỗi lớp rất ít. Vâng. Đấy. Thế và đồng thời cũng tạo điều kiện cho các trường ngoài công lập, bởi vì những cái lớp nào cũng 50-60 thì nó không ổn. Thế giờ đến lớp 40 thì sẽ còn thừa học sinh cho các trường ngoài công lập. Thế cho nên là cái đó nó có nhiều cái lợi ích mà tôi cho là được. Như vậy thì tôi nghĩ rằng không phải là các cái trường gọi là cánh cửa khép lại. Tất nhiên là đối với trường công thì cũng có hạn chế, nhưng tuy nhiên là trường công ở khu vực nội thành, chứ còn các khu vực ngoại thành tôi thấy trường công họ vẫn tuyển mà điểm có khi còn không cao lắm đâu khác, thậm chí có khi 28 điểm, 30 điểm cũng đã vào trường rồi. Thế cho nên là nó là tùy từng khu vực thôi. Có lẽ sức ép ở đây tức là ở những cái khu vực đông dân cư mà có cái mật độ dân số quá lớn và có cái kinh tế cao. Đấy. Như vậy là tôi chỉ có thấy rằng là cái giáo dục ngoài công lập với giáo dục nghề với lại giáo dục thường xuyên rất là rộng mở, cho nên là các em mà không đạt được cái đó cũng điểm quá thấp,
cũng phải chấp nhận để vào những cơ sở giáo dục đó thôi, để đảm bảo đúng cái lời, một cái mục đích yêu cầu của sở giáo dục đề ra là không có một học sinh nào đỗ lớp 9 mà lại không có chỗ học cả. Vâng. À, như vậy là chúng ta có thể thấy rằng đây là một chủ trương rất là đúng đắn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và đem lại rất là nhiều lợi ích. À, và khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có những cánh cửa khác mở ra. Và theo như thầy Cường chia sẻ, nếu như các bạn chúng ta không đỗ nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và các trường thì chúng ta vẫn có những sự lựa chọn khác, ví dụ những trường ngoài công lập, các trường nghề, đúng không ạ? À, và thưa thầy, với yêu cầu tuyển sinh như năm nay thì liệu cơ cấu đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thì có sự thay đổi hay phân hóa như thế nào ạ? Đây là một câu hỏi mà nó vượt ngoài cái tầm của tôi. Tôi thì cũng đúng là cái người đã dạy toán và đã theo dõi nhiều năm. Thế nhưng mà đề thi là một bí mật được quy định rất chặt chẽ. Thế nhưng mà tuy nhiên thì tôi vẫn có thể thế này, tức là tôi tổng kết giúp cho học sinh biết được trong 3 năm gần đây thì đề toán, đề văn ra làm sao. Thì thế này cũng qua các cái tổ bộ môn, qua dư luận thì tôi thấy thế này. Trong cái 3 năm gần đây thì đề toán ấy thường là có 5 câu. Câu thứ nhất thì từ 2 điểm đến 2 điểm rưỡi, tương đối ổn định đấy. Mà hay ra về căn bậc 2, gồm có 3 cái ý. Cái ý này thì ý thứ nhất là dành cho học sinh trung bình, ý thứ hai thì là học sinh trung bình khá, ý thứ ba là khá. Như vậy là có ý phân loại luôn từ câu đầu tiên. Sau đó đến câu thứ hai thì 2 điểm, đó là giải bài toán một cách lập phương trình, có thể dẫn đến phương trình bậc 2, cũng có thể dẫn đến cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Thế thì cái câu này là học sinh trung bình khá. Cái câu 3 thì từ 1 điểm rưỡi đến 2 điểm là về giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn hoặc là phương trình bậc 2 một ẩn, rồi là về hàm số, về đã áp dụng định lý VS. Thế thì cũng có 3 ý dành cho học sinh trung bình, rồi trung bình khá và khá giỏi. Còn câu 4 là 3 điểm rưỡi là về hình học. Thì có 4 ý. Đấy, cũng có thể là chứng minh tứ giác nội tiếp thì dành cho học sinh trung bình này, hoặc là chứng minh tam giác đồng dạng hay hệ thức hình học thì học sinh trung bình khá, và chứng minh tính chất hình học thì cũng học sinh khá giỏi. Thế rồi là khó hơn nữa là quỹ tích hoặc tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất hoặc biện luận vị trí của các cái điểm nào đó thì cũng là phải cần nói kinh giỏi. Còn đặc biệt câu thứ 5 có nửa điểm ấy, thì là cái câu có thể là chứng minh bất đẳng thức, cũng có thể tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, mà cũng có thể là giải phương trình vô tỉ mà phải biến đổi đặc biệt, thì cái câu này là phải học sinh giỏi. Thì tôi có thấy rằng là trong mấy năm theo dõi vừa rồi ấy, thì phải nói là đề ra hay, kiểm tra được toàn bộ nội dung kiến thức rất là cơ bản của chương trình toán 9 cũng như chương trình toán trung học cơ sở, và có những ý đang rất là quan trọng mà các em phải làm được, cơ bản rất là cơ bản, và đặc biệt là đề có tính phân loại cao. Đấy, và cấu trúc như thế là được. Học sinh trung bình thì đạt 5-6 điểm, học sinh khá có thể 7-8 điểm, giỏi thì từ 8 đến 9 rưỡi được, nhưng đến điểm 10 thì chắc là hơi ít vì nó rất là khó. Xin cảm ơn những thông tin mà thầy vừa chia sẻ. Và với những kinh nghiệm giảng dạy của mình thì thầy Cường đã vừa tổng kết và giúp chúng ta nhìn nhận lại cơ cấu đề thi đối với môn toán qua các năm vừa rồi. Và sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một phóng sự của chúng tôi trước khi quay trở lại phần trao đổi cùng các vị khách mời. Đây là một buổi thi thử vào lớp 10 tại một trường trung học phổ thông ở Hà Nội. Mặc dù chỉ là thi thử, song nét mặt của mỗi thí sinh đều phảng phất sự căng thẳng, lo lắng. Thế nhưng, phải nhìn vào cảnh tượng thấp thỏm chờ đợi ngoài phòng thi của các bậc phụ huynh dưới cái nắng 40 độ mới thấy hết không khí căng thẳng, mệt mỏi của những đợt tuyển sinh đầu cấp. Lo lắng nhất là cái cấp 3 này, bởi vì là còn cảm giác là lo lắng hơn thi đại học. Bởi vì là thi đại học thì các con còn có cơ hội thi lần sau, nhưng thi cấp 3 này là các con phải, nó có một cái tiêu chí mà phải cố gắng là để được vào trường để học lớp chương trình cấp 3. Không chỉ các bà mẹ lo lắng mà ngay cả các ông bố cũng không ngoại lệ. Vượt qua chặng đường 20 km, bác Nguyễn Tiến Dũng cho con đi thi thử với nhiều hy vọng. Hai bố con dậy coi như là từ 5:30 và đưa ra con ra đây thì 6:30 cũng muốn, mong muốn là cho con nó thi đỗ đạt. Đã từ lâu, cứ mỗi mùa tuyển sinh đầu cấp, cả phụ huynh và học sinh như bước vào cuộc đua đầy tính cạnh tranh, căng thẳng. Những lớp học thêm mọc lên như nấm luôn chật kín học sinh. Thậm chí không ít phụ huynh còn sẵn sàng thức thâu đêm, chen lấn, xô đẩy và đạp đổ cả cổng trường chỉ để mua được một bộ hồ sơ dự tuyển cho con. Điều này đủ để thấy cả học sinh và phụ huynh đang phải chịu một sức ép hết sức nặng nề
từ kỳ thi tuyển sinh đầu cấp. Ai cũng mong muốn tìm được một môi trường học tập tốt nhất cho con em mình. Cái tiêu chí của tôi chọn trường cho con ấy là thứ nhất là lớp phải có số học sinh đủ, tức là khoảng tầm 30-35 thôi, dưới 40 người. Đấy. Cái thứ hai nữa là được học bán trú cả ngày để cho các con không phải đi học thêm một đêm nữa. Học thêm ít thôi. Học thêm rất ít thôi, và một tiêu chí nữa là cái tình người, tình thầy trò trong cái môi trường đấy, từ ban giám hiệu cho đến phụ huynh học sinh cho đến các con. Và đương nhiên là cái môi trường ở trong đấy phải sạch. Đấy. Các con nó được va chạm nhiều, được ngoài cái việc học ra ấy thì các con nó được học những cái kỹ năng sống. Cũng muốn được tìm một ngôi trường nào mà dạy ngoại ngữ, có được giáo viên bản ngữ dạy thì sẽ trình độ ngoại ngữ của con sẽ tốt hơn. Mình cho con học ở trong trường mà có cái đội ngũ chuyên gia nước ngoài thường xuyên giảng dạy ấy, thì cái việc học ngoại ngữ của các con nó được thường xuyên hơn, và đồng thời nữa học phí để mà học cái đó thực sự là rẻ hơn rất nhiều nếu như mình cho con đi học các cái trung tâm ngoại ngữ mà có yếu tố nước ngoài. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp tư vấn tuyển sinh năm 2014 do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Đơn vị tài trợ và đồng hành cùng chương trình là Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH. Và do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi không thể giải đáp tất cả những băn khoăn thắc mắc của quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh. Chính bởi vậy, ban tư vấn của chương trình sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi thông qua website www.tuvantuyensinh.vn. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói chuyển cấp được coi là một giai đoạn rất quan trọng, đánh dấu sự thay đổi về môi trường học tập cũng như tâm lý của các em học sinh. Và cũng chính bởi vậy, cùng với nhu cầu học tập ngày càng tăng cao mà trong những năm gần đây thì kỳ thi chuyển cấp luôn được coi là tâm điểm chú ý của dư luận và có mức độ căng thẳng và cạnh tranh không kém gì kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay thì các vị khách mời tới từ trường Lomonosov, hệ thống giáo dục Ban Mai, hệ thống giáo dục Wellspring sẽ tiếp tục giải đáp những băn khoăn thắc mắc của phụ huynh và khán giả. Thưa thầy giáo Nguyễn Phú Cường, trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy rằng một không khí bao trùm lên bức tranh tuyển sinh đầu cấp khá là căng thẳng và kèm theo đó thì rất là nhiều nỗi lo trong tâm lý của các vị phụ huynh. Vậy thì thầy có thể phân tích cụ thể hơn tâm lý này xuất phát từ những nguyên nhân như thế nào? Xin mời thầy. Cái việc mà cha mẹ học sinh lo lắng nó thể hiện cái tình thương, cái trách nhiệm đối với con em mình, mà ai cũng như vậy thôi. Tôi cũng đã có con đã học hẳn trường chuyên nhưng ở cái kỳ thi phổ thông cũng vẫn lo. Đấy là mình cứ lo thế thôi. Nhưng mà tôi thì lo cái trách nhiệm rồi. Nhưng còn cái việc mà căng thẳng này tôi cho là cũng thể do cha mẹ học sinh như tôi đã nói ở trên ấy, là cứ tự gây sức ép cho mình hoặc là chưa hiểu hết cho nên mới đặt sức ép lên con cái. Đấy, trước hết là như tôi đã nói rồi thì cái lo là không lo cho con thì mình không có chỗ học. Tất nhiên là học ở chỗ nào. Nhưng còn thì sở đã cam kết 100% học sinh đỗ lớp 9. Mấy giờ nó đỗ cả mà. Thì làm gì mà không có chỗ học. Thì đấy là cái việc đầu tiên hãy. Thế còn nếu mà lo tiêu cực trong các kỳ thi thì tôi cho không có căn cứ. Cứ lo thế thôi chứ còn cứ tin đồn thế thôi. Nhưng mà sở đã nêu rất là rõ mục đích yêu cầu trong cái tuyển sinh là đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Và đối với học sinh ấy thì hướng dẫn rất là cụ thể, đầy đủ các cái tài liệu mà công khai mà còn tạo điều kiện đầy đủ cho cha mẹ học sinh thuận lợi nhất và học sinh cũng được như thế. Thế còn nếu lo lắng không được con vào trường chuyên hay là trường như mong muốn như thì tôi đã nói ở trên rồi là phải xem lại sức học của con mình, xem lại sở thích rồi nguyện vọng sao cho nó phù hợp với các em để có thể là cả học sinh và cả cha mẹ học sinh thấy thoải mái. Đấy. Thế còn thì lời khuyên của tôi tức là các quý vị hãy cứ chăm chút cái sức khỏe, cái giờ giấc học hành, các kỹ năng sống của các con để chúng phát triển tự nhiên theo cái lực học và theo cái lựa chọn nó phù hợp và không thấy còn lo lắng phiền muộn gì nữa. Xin cảm ơn những lời khuyên rất là chân thành của thầy Cường. Chúng ta thấy rằng nỗi lo lắng thì xuất phát từ tình thương của cha mẹ đối với con cái. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng qua những chia sẻ, những lời khuyên của các vị khách mời chương trình ngày hôm nay thì sẽ giúp quý vị phụ huynh chúng ta giải tỏa được căng thẳng và sẽ có định hướng tốt nhất, phù hợp nhất cho con em của mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi tìm hiểu về các hệ thống giáo dục uy tín. Trước tiên thì xin được mời bà Mai Lan Anh có thể giới thiệu vài nét khái quát về công tác tuyển sinh trong năm 2014 của hệ thống giáo dục Ban Mai. Xin mời bà. Lời đầu tiên cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới các con học sinh, quý vị phụ huynh và các thầy cô giáo nhân dịp tuyển sinh năm học 2014. Thì có lẽ là
Trong phần phóng sự và cũng như thầy giáo Nguyễn Vũ Cường vừa chia sẻ thì tôi cũng đồng với cái quan điểm như vậy. Với cái mô hình giáo dục nào thì quan trọng nhất là phụ thuộc vào quan điểm giáo dục của gia đình. Cha mẹ chính là người cùng với con tìm cho mình cái quan điểm giáo dục phù hợp. Ví dụ như trường chuyên, lớp chọn hay là trường quốc tế, hay là trường có cái mục tiêu mà phù hợp với gia đình cũng như điều kiện kinh tế của gia đình. Thì đối với hệ thống giáo dục Ban Mai thì là một hệ thống giáo dục ngoài công lập với cái chương trình đào tạo và cũng đã được làm rõ ở trong các cái hồ sơ tuyển sinh cũng như là hướng dẫn tuyển sinh rồi mức phí và đặc biệt đó là mục tiêu giáo dục của nhà trường. Thì mục tiêu giáo dục của nhà trường thì hết sức là kiên định ngay từ những cái năm đầu thành lập trường cho đến nay, đó là đào tạo một thế hệ học sinh có đầy đủ bốn cái trụ cột, đó là trí tuệ, nhân cách, sức khỏe và kỹ năng. Và cũng như là trong phóng sự cũng đã vừa mới có cái phần mà cha mẹ vừa trao đổi, nó là cũng rất là mong muốn là con được học ngoại ngữ, con được học kỹ năng. Và thông qua đó, trong một cái môi trường học tập lành mạnh thì các con sẽ hoàn toàn có cái kế hoạch học tập một cách rõ ràng, quản trị được thời gian, quản trị được môn học và quản trị được mục tiêu. Thì đó là cái điều vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà trong năm học này thì vấn đề tuyển sinh của nhà trường thì cũng thực sự là nhà trường cũng đã kiên định như vậy rồi. Thế cho nên năm nay thì ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã có kế hoạch tuyển sinh rất là dài hơi. Và nhà trường thì có 4 cấp học là mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thì nhà trường cuốn chiếu. Đối với cấp mầm non thì cái sức căng của nó rất là lớn, cho nên nhà trường bao giờ ưu tiên cái thời gian tuyển sinh là đầu tiên. Rồi đến cấp tiểu học tuyển sinh các học sinh của lứa học sinh mẫu giáo lớn. Rồi đến cấp trung học cơ sở thì nhà trường cũng đón các em học sinh của khối lớp 5 của trường tiểu học Ban Mai với gần 200 học sinh. Rồi cấp trung học phổ thông cũng là khóa học đầu tiên lớp 10 tiếp đón các em học sinh của lớp 9 lên. Thế như vậy là với cái công tác tuyển sinh, nhà trường đã rất là bình tĩnh trong công tác tuyển sinh và cũng chia các cái phân khúc ra. Thế vì vậy mà đến tại thời điểm này thì với chương trình phổ thông là chương trình học sinh lớp 9 lên lớp 10 thì cùng với cái sự chỉ đạo của sở, của ngành thì nhà trường sẽ thực hiện theo các cái chỉ đạo của ngành. Đó là những cái thông tin khái quát về công tác tuyển sinh của nhà trường trong năm nay. Vậy thì thưa bà Mai Lan Anh, với các lớp học đầu cấp như là vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 thì điều kiện tuyển sinh của nhà trường như thế nào, có những điểm gì cần lưu ý hay không ạ? Có lẽ là vấn đề tuyển sinh đầu cấp là vấn đề mà phụ huynh rất quan tâm. Đặc biệt là học sinh lớp 1 thì bố mẹ lại quá lo lắng, bởi vì là rất mong là con mình lựa chọn một cái môi trường thật là tốt, vừa là nuôi dưỡng tốt rồi lại học tốt. Là cái mong muốn của cha mẹ cũng rất là nhiều. Thế chính vì vậy mà đối với lớp 1 thì nếu đấy là quan điểm chung của xã hội cũng như riêng của trường Ban Mai thì cũng như vậy thôi. Đối với các con lớp 1 là cái tuổi rất là ngây thơ, cho nên quan trọng nhất là sức khỏe con có đảm bảo không và có tốt không. Thì đối với cái lớp 1 kiểm tra đầu cấp thì nhà trường nghiêng về cái phần là kiểm tra sức khỏe các con. Và khi các con đảm bảo sức khỏe thì tương lai là rộng mở, cho nên đối với lớp 1 là như vậy. Còn đối với học sinh của lớp 6 thì các con đảm bảo có cái tiêu chuẩn của ngành đề ra, đó là hoàn thành cái chương trình học sinh tiểu học. Và học sinh cũng đảm bảo sức khỏe, nhà trường cũng một lần nữa kiểm tra lại hoàn toàn sức khỏe tốt. Và đặc biệt là học sinh nằm trong hệ thống giáo dục Ban Mai thì đó là những đứa con tinh thần và thân yêu của nhà trường rồi. Thì học sinh sẽ tiếp tục lên lớp 6. Thế và đối với học sinh lớp 10 thì hiện nay trường Ban Mai trực thuộc phòng giáo dục quận Hà Đông. Chính vì vậy mà các con đến nay đã thi thử được lần thứ 2 và đang chuẩn bị cho cái đợt thi thử lần thứ 3. Và kết quả cũng là rất là tốt. Và cùng với cái phong trào tuyển sinh của toàn quốc cho cái phần thi tuyển sinh vào cấp 3 thì các con cũng đã chuẩn bị tâm thế rất là tốt cho cái phần chuyển cấp của mình. Vâng, xin cảm ơn bà Mai Lan Anh đã mang đến những thông tin rất là cụ thể để từ đó chúng ta hiểu rõ hơn về những điều kiện tuyển sinh của hệ thống giáo dục Ban Mai ở mỗi cấp. Và thưa các thầy cô, với hệ thống giáo dục Ban Mai, với những phụ huynh và học sinh quan tâm thì có băn khoăn rằng không biết chương trình đào tạo của nhà trường như thế nào, có điểm gì nổi bật hay không, và giáo trình học trong trường thì có khác so với trường công lập hay không ạ? Xin mời cô Phương có thể trả lời câu hỏi này. Vâng, xin phép tôi được trả lời câu hỏi này. Thứ nhất là về phần chương trình và sách giáo khoa thì có thể khẳng định rằng chương trình và sách giáo khoa của trường Ban Mai thực hiện đúng theo chương trình và định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và điểm nổi trội của chương trình đó là tính đa dạng.
Tính đa dạng ở đây tôi muốn nói đến đó là 5 nội dung được học sinh được học tập chủ yếu trong một chương trình khi các con được tham gia học tập tại Ban Mai. Cùng để 5 cái nội dung chương trình này để cùng hướng đến một cái mục tiêu là phát triển mỗi học sinh toàn diện về trí tuệ, nhân cách, kỹ năng và sức khỏe. Và có thể cụ thể hơn nữa về 5 nội dung giáo dục trong nhà trường. Nội dung thứ nhất đó là chương trình Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhằm đảm bảo cho học sinh có một khởi đầu vững chắc. Nội dung thứ hai là chương trình quốc tế nhằm hướng đến trang bị cho học sinh kỹ năng hội nhập trong cái thời đại mới. Và nội dung thứ ba là chương trình hoạt động ngoại khóa và phát triển cộng đồng nhằm gắn kết các con, những kiến thức đã học của các con với cuộc sống. Và chương trình thứ tư, nội dung thứ tư là nội dung phát triển năng khiếu nhằm phát triển mỗi tài năng tiềm ẩn trong các con. Và nội dung thứ năm là chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm hướng đến phát triển năng lực học tập đặc biệt của những bạn có cái khả năng học tập tốt hơn so với cả các bạn khác. Vâng, và xin cảm ơn cô Phương. Và trong phần chia sẻ cô Phương thì chúng tôi cũng nhận được câu hỏi trực tiếp từ một quý vị phụ huynh quan tâm tới hệ thống giáo dục Ban Mai, có đặt câu hỏi như sau. Tôi được vừa lắng nghe câu hỏi từ đại diện của nhà trường, tức là ngoài chương trình học văn hóa thì nhà trường có các chương trình để phát triển về các kỹ năng cũng như là các kỹ năng mềm và hoạt động ngoại khóa cho các cháu. Vậy thì các thầy cô có thể cho biết rõ hơn là những môn học nào sẽ hỗ trợ phát triển kỹ năng này? Và xin mời cô Phương tiếp tục trả lời. Có thể nói là phát triển toàn diện học sinh về trí tuệ, kỹ năng, sức khỏe, đấy là mục tiêu của trường Ban Mai. Chính vì vậy trong mỗi chương trình thì nhà trường đều có xây dựng những cái môn học nhằm hướng đến những cái sự phát triển này của các con. Ví dụ như môn học kỹ năng sống, môn học mỹ thuật sáng tạo, môn kịch nghệ cũng là một môn mà nhà trường đã mạnh dạn áp dụng trong năm học vừa rồi và đã mang lại những hiệu quả vô cùng to lớn đối với các con và thể hiện rất là rõ cái sự phát triển về kỹ năng đối với các con. Cùng với đó là chương trình ICT, là chương trình nhà trường cũng đã thực hiện cái đổi mới theo nội dung dạy học của các nước tiên tiến và các con cũng đã được trang bị rất nhiều những kỹ năng làm việc với máy tính và công nghệ thông tin. Và một cái nội dung, cái môn học nữa cũng rất được phụ huynh quan tâm và hoan nghênh, đó là chương trình bơi lội đã được đưa vào trong nhà trường vào những cái thời gian phù hợp và các con đã được tham gia những cái khóa học bơi nhằm trang bị cái kỹ năng đuối nước. Thì đấy là có thể kể qua một số những cái môn học nhằm hướng đến phát triển các kỹ năng cho các con để hướng đến thực hiện cái mục tiêu là phát triển trí tuệ, kỹ năng, sức khỏe và nhân cách cho học sinh trường Ban Mai ạ. Vâng, như vậy là những học sinh của hệ thống giáo dục Ban Mai thì có thể phát triển kỹ năng một cách toàn diện. Và phụ huynh này cũng quan tâm không biết là chi phí của các môn học mà cô Phương vừa kể thì có nằm trong học phí hay không, hay là tính ngoài? Vâng ạ, một điều rất là vui là và cũng xin chia sẻ với các bậc cha mẹ học sinh quan tâm, đó là tất cả những cái nội dung mà con được học tập tại Ban Mai thì đều nằm trong cái gói chi phí. Và đấy cũng chính là một cái giá trị mà Ban Mai rất là tự hào mang đến cho xã hội hiện nay, đấy là tính kinh tế khi cha mẹ lựa chọn trường Ban Mai cũng như là các trường ngoài công lập nói chung ạ. Vâng, có lẽ thông tin này thì sẽ khiến rất là nhiều phụ huynh yên tâm khi cho con em mình theo học tại trường Ban Mai với một chất lượng đảm bảo và mức độ kinh tế có thể phù hợp với các gia đình. Và một phụ huynh nữa cũng chia sẻ cả thắc mắc băn khoăn của mình, đó là tôi rất thích con mình có tinh thần tự phấn đấu trong học tập, thi đua một cách tự nhiên. Vậy thì không biết là nhà trường có phương pháp gì để các cháu tự giác hơn trong học tập hay không? Xin mời cô Phương. Vâng ạ, để thực hiện cái chương trình dạy học của mình thì chúng tôi rất là quan tâm đến vấn đề phương pháp dạy học. Và một điều mà chúng tôi luôn luôn tâm niệm đó là chúng tôi dạy những gì học sinh cần. Và phương pháp mà chúng tôi muốn truyền đạt đến cho các con, đấy là những cái phương pháp hướng đến cái nhu cầu học tập và khơi dậy cái mong muốn cũng như là xây dựng cái động lực học tập cho các con. Và với mỗi các thầy cô giáo ở trường Ban Mai nói riêng thì tôi cũng luôn luôn nhắn nhủ và tâm niệm rằng mỗi thầy cô giáo hãy dạy các con bằng tình yêu của mình đối với các con. Khi có tình yêu rồi thì các thầy cô có thể có những cái sự sáng tạo, có những cái sự đổi mới hướng đến cái nhu cầu học tập và phát triển cái tính cách cá nhân của các con. Và bên cạnh cái phương pháp thì chúng tôi luôn luôn quan tâm đến những vấn đề khen ngợi để các con luôn có một cái tinh thần học tập tốt nhất và có một cái động lực học tập tốt nhất. Và quan trọng hơn nữa, đấy là nuôi dưỡng cái tình yêu đến trường đối với các con.
Vâng, và xin cảm ơn những chia sẻ của cô Phương. Chúng ta thấy rằng các thầy cô giáo của hệ thống giáo dục Ban Mai thì luôn luôn thương yêu và sao sát với tất cả những học sinh của mình để làm sao các em có thể phát triển tốt nhất và có những kỹ năng một cách toàn diện. Và chúng ta có thể thấy rằng một trong những ưu điểm của các trường ngoài công lập, các trường quốc tế và các trường song ngữ so với các trường công lập đó chính là việc học ngoại ngữ. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc học ngoại ngữ tại hệ thống giáo dục Ban Mai. Và với câu hỏi này thì xin được dành cho thầy giáo Lawrence James Camp. Thầy có thể cho biết là ở cấp học, những cấp mà hiện nay đang có tại hệ thống giáo dục Ban Mai thì vấn đề ngoại ngữ được chú trọng như thế nào, và các môn học thì chủ yếu sẽ phát triển phần kiến thức nào cho các em, và cũng theo quan điểm của thầy thì nếu như các bạn học sinh học ngoại ngữ sớm thì liệu có khiến các em bị lẫn lộn giữa hai ngôn ngữ hay không? Teacher Lawrence, in comparison with public schools, international schools and private schools focus more on learning languages. So in your opinion, do you think that children should learn English early, and when's the best time for them to learn English? I think when they're at kindergarten, around the age of 4 is perfect because they're like sponges, they'll soak up. Theo quan điểm của tôi thì khi các con học trường mầm non thì đó là thời điểm tuyệt vời cho con để bắt đầu học ngoại ngữ. Please continue. They'll soak up all the new knowledge they're learning, and you can make it fun and physical and exciting, and they enjoy it. They don't realize they're learning. Ở trong lớp học thì các thầy cô làm cho các con cảm thấy rằng các con không phải là đang học mà các con đang chơi, các con đang được khám phá một ngôn ngữ mới. It doesn't confuse them because they don't really differentiate between them. So they're enjoying it and they're learning English and the new language as well as Vietnamese at the same time at that age. Và chắc chắn rằng các con sẽ không cảm thấy bị lẫn lộn giữa hai ngôn ngữ vì các con biết rằng khi các con gặp ai các con sẽ nói ngôn ngữ gì. Ví dụ khi các con đến lớp học môn tiếng Anh các con sẽ biết là chào thầy Lawrence là hello. Còn khi các con gặp bố mẹ các con sẽ biết chào cha mẹ như thế nào. Đó là một cái điều mà phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm và điều này còn được khoa học chứng minh rất là nhiều. Vì vậy tôi có thể gửi tới thông điệp cho phụ huynh đó là thời điểm tốt nhất cho con học ngoại ngữ đó là các con bắt đầu học từ lúc 4 tuổi trong cấp mầm non. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của thầy. Và chúng ta thấy rằng với các bậc phụ huynh muốn đầu tư giúp con em mình phát triển được khả năng ngoại ngữ một cách tốt nhất thì nên cho các bé bắt đầu học ngoại ngữ từ khi 4 tuổi và không phải lo lắng về việc các bé sẽ bị nhầm lẫn giữa các ngoại ngữ, mà ở lứa tuổi này thì các bé sẽ có nhiều khả năng tiếp thu nhất. Và khi mà chúng ta học ngoại ngữ ở những cấp học cao hơn thì các bé sẽ có sự vượt trội và dễ dàng tiếp thu. Và câu hỏi tiếp theo dành cho thầy Lawrence James Camp, đó là một vị phụ huynh có đưa ra thắc mắc của mình, đó là tôi thấy rằng học sinh ở trường công lập thì không được học nhiều tiếng Anh. Nếu như học tại trường quốc tế và song ngữ thì nhà trường có những giải pháp gì giúp học sinh làm quen và có thể đuổi kịp chương trình học tập trong lớp mới? Và chương trình tiếng Anh của nhà trường thì có điểm gì khác biệt so với những trường công lập hay không? Teacher Lawrence, we have two more questions for you. The first one is about public school students. They move to international schools, but their language is not really good at all, and they worried that they cannot catch up with the students in international school. So, in your opinion, the school will have some solutions for them to catch up with their friends? Yes, Ban Mai will do extra summer courses to help the children try and catch up. Đầu tiên là trường Ban Mai sẽ có những cái chương trình bổ trợ cho con vào mùa hè. And also the strongest students in the class can be paired with these new weaker students. Điều thứ hai đó là trong lớp học giáo viên là những người quan tâm đến các con và sẽ tìm cho con một người bạn học thật sự là lý tưởng để giúp các con có thể phát triển và yên tâm, không lo lắng rằng mình đang bị thua kém so với những bạn ở trong lớp. Vâng, và xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Lawrence. Và qua đó thì chúng ta đã hiểu rõ hơn về việc đào tạo ngoại ngữ tại hệ thống giáo dục Ban Mai. Và cũng xin được cảm ơn các vị khách mời đến từ hệ thống giáo dục Ban Mai đã mang đến những thông tin rất hữu ích và cụ thể cho những khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thấy rằng việc lựa chọn cho con em mình một ngôi trường để theo học luôn là nỗi trăn trở của không ít phụ huynh. Mỗi người thì sẽ có tiêu chí của riêng mình, tuy nhiên tự chung lại thì đều muốn có một môi trường học tập tốt nhất để các bạn học sinh có thể phát triển các kỹ năng một cách toàn diện. Và hiện nay thì bên cạnh các mô hình giáo dục truyền thống như các trường công lập, ngoài công lập thì các cơ sở đào tạo theo mô hình quốc tế cũng đang là xu hướng lựa chọn mới đầy tiềm năng cho bậc phụ huynh. Và bây giờ xin được dành câu hỏi cho bà Lê Tuệ Minh. Là một cơ sở đào tạo theo chuẩn quốc tế thì bà có thể cho biết mục tiêu đào tạo của trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring là gì ạ? Trước tiên xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể các khách khán giả xem truyền hình, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Trước tiên là một trường học phổ thông trong hệ thống giáo dục phổ thông của Việt Nam, đào tạo những học sinh Việt Nam, dành cho những học sinh Việt Nam, thì mục tiêu giáo dục của trường Wellspring
cũng không nằm ngoài những mục tiêu giáo dục chung của về con người, những mục tiêu giáo dục chung của con người và người Việt Nam nói riêng. Về chuẩn giáo dục quốc tế mà mọi người nhắc tới là chỉ là một trong những cái phương tiện, có thể nói là một trong những phương tiện tốt để chúng tôi thực hiện các cái mục tiêu giáo dục chung của mình. Nói đến mục tiêu giáo dục của Wellspring là một trường song ngữ và là một trường có hệ thống chương trình, lộ trình giáo dục và bằng cấp theo chuẩn quốc tế, thì có thể nói là mục tiêu đó sẽ phải tổng hòa được tất cả những mục tiêu giáo dục đối với từng con người, đối với từng học sinh, đối với các bậc phụ huynh, và đặc biệt là phải cập nhật và phù hợp đối với thời đại mà chúng ta đang sống, đối với lại xã hội và cái thế giới đang không ngừng biến động như ngày nay. Có thể nói là trước tiên cái mục tiêu chung của Wellspring thì cũng không khác gì so với lại tất cả những mục tiêu giáo dục của trường học ở Việt Nam và trên thế giới này, đó là đào tạo một thế hệ trẻ tự chủ. Tự chủ ở đây có nghĩa là phải hiểu biết, có trí tuệ thì mình độc lập, tự tin và năng động. Thứ hai là hạnh phúc. Hạnh phúc là một tiêu chí rất quan trọng mà dường như chúng ta đang tất cả các bậc phụ huynh và các em học sinh của Việt Nam đang bị đặt cái mục tiêu này xuống vị trí thứ yếu. Bởi vì khi chúng ta hạnh phúc thì chúng ta mới có thể làm việc tốt được, và chúng ta mới có thể đóng góp tốt cho xã hội được. Hạnh phúc ở đây có nghĩa là các em được sống trong một môi trường an toàn, thân thiện, được yêu thương, được chia sẻ. Các em được vui chơi đúng với lứa tuổi của mình, được tập thể thao, được chăm sóc sức khỏe. Và các em như vậy các em sẽ có năng lượng tràn đầy cái niềm say mê cuộc sống. Và chắc chắn là các em sẽ trở thành những người hữu ích và tốt đẹp nhất. Có thể thấy rằng là mục đích đào tạo tiếp theo, mục tiêu thứ ba có thể nói là tất cả chúng ta, các bậc cha mẹ và xã hội mong muốn kỳ vọng các em đó là trở thành người tích cực, là một người tốt, hữu ích và có trách nhiệm đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội. Xin cảm ơn những chia sẻ của bà Lê Tuệ Minh. Và cụ thể hơn, để đáp ứng được những mục tiêu đào tạo mà nhà trường đề ra thì không biết chương trình đào tạo được thiết kế như thế nào và đạt những tiêu chuẩn gì? Xin mời thầy Phan Anh có thể chia sẻ. Xin kính chào quý vị khán giả xem truyền hình, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Từ cái mục tiêu đào tạo của Wellspring mà vừa rồi chị Tuệ Minh có nêu thì chúng tôi cũng muốn làm rõ hơn, vậy thì để đạt được những mục tiêu đó, cái chương trình đào tạo của Wellspring như thế nào? Thực ra thông thường thì với cái việc chúng tôi quan điểm là quan tâm đến cái lộ trình học tập của từng cá nhân học sinh, thì thực ra với mỗi cá nhân học sinh đến với Wellspring thì chúng tôi có những cái tư vấn riêng. Tuy nhiên nhìn về tổng quát về cái chương trình của Wellspring thì tôi có thể nói như thế này. Wellspring là một hệ thống trường liên cấp từ bậc tiểu học cho đến trung bậc học phổ thông. Thế thì đối với bậc học tiểu học và trung học cơ sở thì học sinh học tại Wellspring sẽ được theo học cái chương trình song ngữ với 3 cấu phần học thuật chính. Cái thứ nhất, chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đương nhiên rồi. Tuy nhiên thì có thể nói rằng là đây là một cái điểm mà do cái đặc thù của học sinh Wellspring, từ cái mục tiêu của các em cũng như là cái tổ chức của cái lớp học, thì cái phương pháp đào tạo, cái phương pháp đánh giá của chúng tôi có những cái điểm rất là khác biệt. Có thể nói đây chính là một cái điều mà chúng tôi rất quan tâm. Tuy nhiên trong phạm vi thời gian hôm nay thì tôi không thể chia sẻ hết được. Cái vấn đề thứ hai đó là tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Thế thì Wellspring của chúng tôi là trường Việt Nam đầu tiên được hội đồng khảo thí chương trình phổ thông quốc tế của Đại học Cambridge công nhận là trường thành viên trực tiếp và là trung tâm khảo thí ủy quyền để tổ chức các cái kỳ thi tiếng Anh cho học sinh. Thế thì tất cả những cái chương trình đào tạo, tập huấn giáo viên chúng tôi thực hiện theo đúng cái chuẩn của Cambridge này. Và cái cấu phần thứ ba về mặt học thuật đó là học sinh sẽ được học các cái môn quốc tế, cụ thể đây là toán, khoa học và công nghệ thông tin theo chuẩn của Cambridge và kết thúc các cái kỳ thi cũng là kỳ thi chuẩn của họ. Lên đến bậc trung học phổ thông thì cái sự lựa chọn đa dạng hơn. Các em có thể tiếp tục theo cái chương trình song ngữ Cambridge, hay là các em có thể học cái chương trình tú tài Anh, IGCSE. Đây là cái chương trình bậc đầu tiên của bậc trung học của Anh, và tiếp theo có thể là dự bị đại học A-Level hoặc là chương trình IFY chúng tôi cũng đang cung cấp. Nhưng mà học sinh Wellspring có thể lựa chọn cái nhánh thứ hai, đó là chúng tôi có mở ra cái nhánh để cho học sinh mà có hướng tới cái việc sau này các em có thể du học cái khối Mỹ, Canada vân vân, thì đó là chương trình theo chuẩn của Mỹ. Bên cạnh cái chương trình Việt Nam thì các em sẽ được học các cái tín chỉ theo chương trình đó, và nếu các em có thể học đủ cái tín chỉ tối thiểu theo quy định
bên họ thì đã công nhận một số cái tín chỉ của chương trình Việt Nam, thì các em còn có thể lấy được cái bằng tốt nghiệp của Mỹ, và như vậy là các em có thể lấy được song bằng tốt nghiệp của Việt Nam và tốt nghiệp của Mỹ. À, đấy là cái bậc học trung học phổ thông và phần học thuật. À, bên cạnh đó thì chúng tôi có thể tự hào nói rằng là Wellspring là trường mà có cái hệ thống cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế theo đúng cái chuẩn của Cambridge đã đặt ra. Thì với cái hệ thống cơ sở vật chất từ bãi sân bóng tiêu chuẩn FIFA, bể bơi nước nóng trong nhà hay là khu thi đấu rất là hiện đại, thì cái chương trình mà chúng tôi nói là phát triển cá nhân và xã hội, nghệ thuật và thể thao, thì đấy là một cái thế mạnh rất lớn của Wellspring, và để chúng tôi có thể đạt được cái mục tiêu đào tạo như chị Tuyết Minh vừa nêu. Vâng, như vậy là Wellspring có sự đầu tư về cả cơ sở vật chất lẫn chương trình đào tạo để làm sao liên tục nâng cao chất lượng giáo dục của mình. Và thưa thầy, như chúng tôi được biết thì một trong những điểm đặc biệt của các trường song ngữ quốc tế đó chính là đưa chương trình giáo dục kỹ năng sống vào trong chương trình học. Tuy nhiên có thể nói là điều này thì không để dễ dàng để có thể triển khai. Vậy thì việc thực hiện chương trình đào tạo kỹ năng sống tại nhà trường như thế nào và có những hoạt động ngoại khóa nào để hỗ trợ cho bạn học sinh? Vâng, xin cảm ơn chị Vân Anh. Kỹ năng mềm, kỹ năng sống hay là kỹ năng xã hội đúng đang là một cái yếu tố đảm bảo cái thành công cho mỗi cá nhân trong cái quá trình hội nhập. Hiện nay thì chúng ta thấy rất nhiều các cái trung tâm kỹ năng sống hay là các khóa học kỹ năng sống một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, rất là nhiều. Và quan điểm của chúng tôi thì để có thể từ cái vấn đề nhận thức và hình thành những cái kỹ năng thực sự thì nó không thể thông qua một cái thời gian rất ngắn. Chính vì vậy, từ cái việc mà nghiên cứu cái đặc trưng cái môi trường học tập của Wellspring cũng như những cái yêu cầu về cái tính chất mà chúng tôi nói là một công dân trong cái xu thế hội nhập, thì Wellspring đã triển khai xây dựng một cái chương trình kỹ năng sống mà trải dài từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nó không đơn thuần chỉ là một môn kỹ năng sống riêng. Chúng tôi có cái môn kỹ năng sống riêng, nhưng cái chương trình kỹ năng sống của chúng tôi nó sẽ được tích hợp vào tất cả các môn học. Bản thân các cái giáo viên dạy bộ môn cũng đều phải ý thức trong các cái kỹ năng đó các học sinh cần, thì môn học của mình có thể cung cấp được cái gì. Tôi lấy ví dụ như chương trình của chúng tôi có những cái kỹ năng như là kỹ năng tìm hiểu cái giá trị bản thân, giao tiếp ứng xử, kỹ năng gia đình, kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng kiểm soát rủi ro, hay là vấn đề văn hóa môi trường, vân vân. Thế thì cái chương trình kỹ năng sống này đã trang bị cho học sinh không chỉ những cái khả năng như chúng ta thường thấy giao tiếp, tự tin, tự chủ, tư duy lãnh đạo, mà quan trọng hơn thì đó chính là cái khả năng làm việc theo nhóm, cái khả năng tương tác, cái tinh thần trách nhiệm và cái khả năng độc lập trong cái vấn đề giải quyết các cái cuộc sống của chúng ta có những cái vấn đề đặt ra. Thế thì chương trình của chúng tôi được xây dựng từ cái việc mà lấy từ những cái chương trình đối tác của chúng tôi từ nước ngoài, sau đó chúng tôi làm việc với các cái chuyên gia của Việt Nam, ví dụ như là từ Viện Khoa học và Giáo dục, và cái đội ngũ giáo viên chuyên của chúng tôi thì xây dựng cái chương trình theo một cái vòng tròn đồng tâm từ bậc tiểu học, các em học ở cái bậc cao lên, không phải chỉ có là mở rộng, mà các em sẽ được hình thành những kỹ năng một cách sâu hơn, rèn đi rèn lại, và những cái kỹ năng mà chúng tôi trang bị cho học sinh này thì thực sự sẽ tạo được cái nền tảng tự tin cho các em trong quá trình học tập. Và tôi chỉ nhấn mạnh một điều, đó là không phải dạy kỹ năng sống là trong môn kỹ năng sống là đủ, mà nó sẽ phải nằm trong tất cả các cái môn học và các cái hoạt động của nhà trường. Thì cái hoạt động của đối với những cái môi trường như là Wellspring thì chúng tôi những cái hoạt động rất là mở cho các em, thì các em có rất nhiều cái cơ hội để thể hiện cái mình đã được học trong bộ môn. Xin cảm ơn. Thấy rằng là tại Wellspring thì chương trình đào tạo về kỹ năng sống đang được triển khai hết sức là bài bản. Và bên cạnh kỹ năng sống thì một vấn đề nữa mà các bậc phụ huynh rất quan tâm khi cho con em mình theo học tại các trường quốc tế cũng như song ngữ, đó chính là vấn đề về ngoại ngữ. Vậy thì không biết khi tuyển sinh đầu vào thì các bạn học sinh có cần đạt một chuẩn ngoại ngữ nào hay không nếu muốn vào trường, và giáo trình cũng như là hình thức đào tạo và giáo viên giảng dạy tại nhà trường hiện nay như thế nào? Câu hỏi này thì xin được dành cho thầy Andrew Robert Jackson. Mr. Andrew, we have a question. Parents are concerned a lot about language issue when sending their child to international schools. Does a student need to achieve a certain level of English to be accepted to the program? What standards are the textbook used in international schools following? And how are the teaching methods? Can you share with us? Okay, to answer your first question, yes. Vâng, tất nhiên do để trả lời câu hỏi của bạn. Yes, of course, students. Tất nhiên là do nhu cầu đặc thù của các môn học như toán. Yes, of course, students need to have a certain level of English proficiency in order do to study đặc thù của các môn học như toán, khoa học và ICT giảng dạy bằng tiếng Anh. Học sinh cần có một khả năng ngôn ngữ nhất định mới có thể hiểu được nội dung bài học.
In order to determine the levels of our students, it's vậy nên chúng tôi có xem xét khả năng ngoại ngữ của các con khi bằng một bài kiểm tra đầu vào và có chương trình bổ trợ thêm qua những lớp học tăng cường để phù hợp với trình độ của từng học sinh, qua đó giúp các con tiếp thu được bài giảng bằng tiếng Anh trong cả chương trình. We provide additional support through tutoring and an ESP program in order for them to achieve. Chúng tôi sử dụng một chương trình bổ trợ đặc biệt gọi là ESP, đó là chương trình tiếng Anh bổ trợ cho những học sinh mà năng lực ngôn ngữ còn hạn chế. With regards to the textbooks that với we use, việc sử dụng các giáo trình chúng tôi đang sử dụng hỗ trợ cho học sinh chuẩn bị các kỳ thi chuẩn quy tiếng Anh quốc tế như CAT, PET, FCE. Chúng tôi cũng đưa các bộ sách khoa học của National Geographic và làm tài liệu cho môn đọc và viết. Đối với những học sinh lớn hơn thì nhà trường sử dụng giáo trình chuẩn bị cho IELTS. Mỗi một cuốn sách mà chúng tôi chọn đều nhằm một mục đích chung là hướng các em tới một môi trường học tập quốc tế mà có thể mở ra nhiều cơ hội du học ở bậc học cao hơn cho các em sau này. With regards to our teaching approach, we have về phương pháp giảng dạy thì chúng tôi áp dụng các phương pháp linh hoạt khác nhau tùy thuộc vào kỹ năng cơ bản và các kỹ năng bổ trợ mà học sinh cần. Đặc biệt, những phương pháp tiếp cận này được điều chỉnh dựa trên sự phù hợp về văn hóa và bối cảnh xã hội của người học. Tất cả đều tập trung vào những nhu cầu rất đặc thù của học viên người Việt Nam cho các môn toán, khoa học và ICT bằng tiếng Anh. Chúng tôi áp dụng phương pháp CLIT, có nghĩa là tích hợp nội dung của ngôn ngữ trong bài giảng. Học sinh có thể được học tiếng Anh qua những chủ đề thực tế của từng lĩnh vực toán và khoa học. À vâng, và xin cảm ơn thầy đã cung cấp những thông tin khá là cụ thể liên quan tới việc giáo dục ngoại ngữ tại hệ thống giáo dục Wellspring. Và trở lại với phần trao đổi cùng bà Lê Tuệ Minh. Thưa bà, nhiều ý kiến của phụ huynh cho rằng hiện nay ở các trường thì chỉ riêng việc học văn hóa theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đã khiến các bạn học sinh mất rất là nhiều thời gian và mệt mỏi. Vậy thì không biết rằng khi theo học các trường quốc tế, khi các em phải học cùng một lúc rất là nhiều chương trình thì có khiến các em cảm thấy bị quá tải hay không? Xin cảm ơn câu hỏi của một phụ huynh, câu hỏi rất là thú vị ạ. Và thực tế trong cái quá trình hoạt động thì chúng tôi cũng liên tục nhận được các câu hỏi của phụ huynh trong vấn đề này. Tôi cũng rất là đồng thuận với thầy Phạm Phú Cường về cái việc là cái việc áp lực hay quá tải đều là do chúng ta đặt ra, đều là do con người chúng ta đặt ra. Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải thay đổi cái nhận thức về vấn đề này. Thì gần đây tôi thấy cũng rất thú vị là trên các diễn đàn giáo dục, dư luận giáo dục cũng đã có những cái tranh luận về cái đề tài này. Tuy nhiên là đa phần những cái ý kiến đều chỉ tập trung vào phản ánh những cái hiện tượng quá tải của giáo dục mà không đi vào cái bản chất của cái việc đó. Thì với tư cách là nhà trường thì chúng tôi cũng muốn đưa ra một cái quan điểm để có quý vị phụ huynh hiểu đúng về các cái chương trình giáo dục. Trước hết thì nó muốn thực hiện một cái chương trình giáo dục tốt thì chúng ta phải trả lời được cái câu hỏi là mục tiêu giáo dục là gì, học để làm gì đấy ạ. Gần đây thì tiến sĩ Giáp Văn Dương trên các diễn đàn giáo dục cũng đưa ra cái đề tài này. Trước tiên là phải xác định là học để làm gì, sau đó mới là học như thế nào và học cái gì, tức là nội dung học tập. Đối với trường phổ thông liên cấp Wellspring thì ngay từ khi mà thiết kế và xây dựng chương trình thì chúng tôi cũng đã đặt ra giải quyết cái câu hỏi là mục tiêu giáo dục là gì. Có nghĩa là các em vào trường Wellspring học tập cuối cùng để đạt được mục tiêu gì. Và đấy là cái điều quan trọng nhất trong cái việc mà chúng tôi thiết kế, xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp cũng như là cái môi trường học tập, giáo dục và truyền tải đến đội ngũ giáo viên để mà giáo dục các em. Chính vì vậy cho nên là mặc dù là rất là có rất là nhiều nội dung nghe thì chắc là nếu như mà chỉ nghe dư luận xã hội và nghe cái số lượng nội dung thì phụ huynh và học sinh cũng rất là choáng. Nhưng mà trên thực tế thì nếu chỉ nhìn vào cái thời khóa biểu của học sinh của Wellspring và một ngày hiện thực của Wellspring cũng như là cái tinh thần học tập của các em ở Wellspring thì cũng thấy là không hề quá tải. Một tuần các em còn có 4 giờ câu lạc bộ, còn có rất là nhiều giờ hoạt động xã hội, cộng đồng, ngoại khóa. Và đặc biệt là trong từng môn học thì chúng tôi có trung bình là khoảng 30% các cái hoạt động ngoại khóa của chính cái bộ môn đó, học tập trên thực tế, học tập dự án. Vì vậy là các em nắm được bản chất của kiến thức, nắm được cách vận dụng nhưng mà không hề bị quá tải. Và ngay cả cái cách kiểm tra đánh giá cũng vậy, chúng tôi cũng rất là
quan trọng, coi trọng cái việc là đổi mới cái phương pháp kiểm tra đánh giá. Nếu như mà chỉ kiểm tra đánh giá theo cái phương pháp học thuộc lòng như truyền thống, để các em nhồi thật nhiều kiến thức sau đó để quên, thì theo chúng tôi là đấy là một cái sự quá tải vô hình và một cái sự quá tải lãng phí. Thậm chí rất nhiều các cái lớp học thêm mở ra mà tôi cũng không biết là các phụ huynh đã bao giờ đặt câu hỏi thực sự là để học thêm như vậy để làm gì, hay là chỉ để thi vào trường chuyên lớp chọn, hay là sau đó thì đi đâu, sau đó thì sẽ các em sẽ làm gì, thì không biết là có bao nhiêu phụ huynh và học sinh có trả lời được câu hỏi đó. Tôi cho rằng là cái việc trả lời mục tiêu giáo dục là cái việc cần thiết cho chính bản thân mỗi phụ huynh, mỗi gia đình và mỗi em học sinh. Ở đây có tất cả các em học sinh ngồi đây và cũng như là các khán giả truyền hình theo dõi. Tôi cũng rất mong các quý vị phụ huynh, các em học sinh có thể suy nghĩ lại về cái mục tiêu giáo dục cuối cùng của cho con em mình và mục tiêu giáo dục, mục tiêu học tập của chính bản thân mỗi em để xác định được cái lộ trình học tập, chương trình học tập cũng như là cái môi trường học tập tốt nhất phù hợp với lại bản thân mình. Vâng, và có thể thấy rằng là việc thiết kế chương trình cũng như là phương pháp dạy và học hợp lý là điều rất là quan trọng để giúp các bạn học sinh chúng ta vừa có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất, lại không có cảm giác bị quá tải hay mệt mỏi. Và điều này thì được trường Wellspring hết sức chú trọng. Và trong thời gian diễn ra chương trình thì chúng tôi cũng nhận được câu hỏi từ một vị phụ huynh như sau. Hiện nay thì tôi đang điều hành một doanh nghiệp tư nhân và tôi thấy cái yếu nhất của lao động Việt Nam, kể cả bạn trẻ học rất là giỏi, đó là việc các bạn không thể tự độc lập giải quyết các công việc của mình mà luôn luôn cần phải có những người hướng dẫn từng bước. Vậy thì không biết là nhà trường có cách giáo dục như thế nào để các bạn học sinh có thể chủ động trong việc học hành và công việc sau này? Xin mời bà Lê Tuệ Minh có thể chia sẻ. Xin cảm ơn câu hỏi đó. Câu hỏi đó cũng là câu hỏi của gần như là câu hỏi đầu tiên của tất cả các quý vị phụ huynh có con em đăng ký vào trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring. Vì đa phần các quý vị phụ huynh ở tại Wellspring là những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp và tiếp xúc trực tiếp với cái môi trường làm việc năng động nhất của Việt Nam. Như vậy, tôi cũng đồng tình với ý kiến của anh chị. Và bản thân tôi cũng là một người đứng ở góc độ nào đó cũng là người sử dụng lao động trong ở cái doanh nghiệp của mình, trong cái trường của mình, thì tôi cũng thấy đúng là khả năng làm việc độc lập của người Việt Nam rất hạn chế. Phải bảo đến tận nơi, bảo chỉ cầm tay chỉ việc từng việc một, chứ không có thể khi mà giao việc không thể chủ động làm từ A đến Z được. Thì đấy cũng là một cái mà tôi thực sự mong muốn thay đổi ngay từ cái bậc giáo dục phổ thông cho tất cả các em học sinh. Và cái việc đó đã được đưa vào cái chương trình giáo dục hàng ngày của Wellspring. Thì nói về việc giáo dục thì có hai mảng, đấy là mảng kiến thức và các kỹ năng. Trong bất kỳ một cái môn học nào, một cái lĩnh vực học tập nào có hai mảng này. Như vậy khi chỉ khi chúng ta truyền đạt được giáo dục được cho học sinh cả hai mảng này đồng thời cùng một lúc thì các em mới hình thành cái năng lực tự thân của mình và từ đó mới có thể hình thành cái năng lực làm việc độc lập được. Ví dụ như làm thế nào để hình thành kỹ năng thì ngay cả cái việc cái phương pháp giảng dạy, hình thức dạy và học tiên tiến linh hoạt, các hình thức dạy học qua thực hành, thực nghiệm, dạy học chủ động, dạy học dự án, rồi học trên thực địa, học trên thực tế cũng thường xuyên được áp dụng trong tất cả các bộ môn và lĩnh vực học tập để phát triển các kỹ năng này. Đặc biệt là như tôi cũng vừa nói ở phần trên, cái khâu kiểm tra đánh giá là rất quan trọng. Kiểm tra đánh giá ở Wellspring ngay từ bài kiểm tra 15, điểm kiểm tra 15 phút, điểm kiểm tra một tiết, điểm kiểm tra học kỳ, chúng tôi không kiểm tra theo cách truyền thống. Tất nhiên có một số bài kiểm tra vẫn được tiến hành theo cách truyền thống, nhưng cái nội dung kiểm tra thì hoàn được thay đổi. Đối với học sinh Wellspring, một bài kiểm tra học kỳ hoàn toàn có thể được tính điểm, được đánh giá bằng một cái bài thu hoạch, một cái dự án thu hoạch của các con. Khi mà các con đã làm một bài thu hoạch hoặc một cái dự án như vậy thì các con học được rất nhiều kỹ năng, con phải tự tìm hiểu, phải tự hợp tác với nhau để mà làm việc, phải tự thu hoạch và hệ thống hóa thông tin, kiến thức, rồi phải trình bày trước tất cả mọi người. Thậm chí là trong quá trình hợp tác nhóm với nhau, các em gặp rất là nhiều vấn đề, cãi nhau, phân công nhau không được, đến hạn làm bài mà vẫn không tập hợp nhau được, vân vân, rất là nhiều vấn đề. Nhưng chính qua những cái việc đó, các em hình thành được những cái kỹ năng giải quyết vấn đề. Đấy là điều quan trọng nhất mà chúng tôi đưa vào trong cái chương trình giáo dục cũng như là khâu kiểm tra đánh giá và từng cái hoạt động một của
West Wing. Vâng, chúng ta thấy rằng ý thức kỷ luật tự thân cũng như là việc trải nghiệm tiếp xúc với thực tế và định hướng của nhà trường cũng như gia đình sẽ rất là quan trọng giúp bạn học sinh chúng ta tự tin hơn trong việc học hành và sau này có thể dễ dàng bắt tay vào công việc mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào những người hướng dẫn của mình. Và đối với những học sinh có thể nói là chuyển ngang từ các trường công lập khác vào trường thì có thể chia sẻ của một số vị phụ huynh rằng là các bạn trình độ tiếng Anh sẽ còn yếu và chưa tập trung được nhiều. Vậy thì vị phụ huynh có đặt câu hỏi là nhà trường sẽ có kế hoạch và phương pháp cụ thể như thế nào để giúp các bạn này có thể theo kịp trình độ tiếng Anh với các bạn trong nhà trường. Xin được mời thầy Andrew Robert Jackson có thể trả lời. For students who join the program from other public schools with rather low level of English, does the school offer any special program to help them catch up with? Yes, of course. It's very important that we provide. Như tôi đã nói ở trước. It's very important that we provide opportunities for all of our students, even with low levels of English. Chúng tôi muốn mang lại cơ hội học tập cho tất cả các em. Vì vậy, chúng tôi có chương trình hỗ trợ tiếng Anh ESP dành cho những học sinh mà khả năng tiếng Anh còn hạn chế. Chương trình ESP này tập trung cung cấp vốn từ vựng cho các em để tiếp thu được các môn học toán, khoa học và ICT bằng tiếng Anh. Khi hoàn thành chương trình ESP, học sinh sẽ có khả năng hiểu được nội dung và kể cả dùng những thuật ngữ dùng đặc thù dùng cho các chương trình khoa học, toán và ICT của chúng tôi. They're in a much better position to study science, maths and ICT. So that's what we do to help the students. Vâng, và xin cảm ơn chia sẻ của thầy Andrew. Và từ đó thì chúng ta thấy rằng khi mà các bạn học sinh khác chuyển ngang vào nhà trường thì các thầy cô luôn luôn có những phương pháp cũng như hỗ trợ để làm sao các bạn có thể bắt kịp với chương trình đang theo học cùng với các bạn trong lớp. Xin cảm ơn các vị khách mời đến từ hệ thống giáo dục Wellspring đã mang đến chia sẻ và thông tin trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời quý vị, các bạn và các học sinh chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về trường Lomonosov. Thưa các vị đại diện đến từ nhà trường, là một cơ sở đào tạo cả 3 cấp học, thì các thầy cô có thể cho biết năm nay công tác tuyển sinh của trường Lomonosov như thế nào? Vâng, xin mời thầy Tùng. Vâng ạ. Tôi thì muốn giới thiệu với cả các bạn một ngôi trường Lomonosov là một trong những cánh chim đầu đàn của những cái trường tư thục đầu tiên của thành phố Hà Nội và cũng giới thiệu cho học sinh của các tỉnh lân cận hiểu biết một chút về cái công tác tuyển sinh của nhà trường trong năm nay. Thì như các bạn đã biết, trường Trung học Phổ thông Lomonosov là một trường có 3 cấp học. Tôi thì phụ trách khối Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông. Cô Nguyễn Thị Thúy Liên là hiệu trưởng phụ trách khối Tiểu học. Thì tôi cũng xin phép được giới thiệu một chút về nhà trường. Trường Trung học Phổ thông Lomonosov là trường học ở khu đô thị Mỹ Đình 2, từ hiện nay là Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trường của chúng tôi thực hiện theo cái mô hình là trường bán trú. Nhưng năm nay thì chúng tôi có một cái điểm mới là chúng tôi cũng xây dựng một khu nội trú để có thể đón tiếp học sinh ở trong Hà Nội cũng như là các tỉnh lân cận, là các em có thể đến để học và nội trú ở lại và học tập theo một cái chương trình mà tôi nghĩ rằng là cũng tiếp cận cũng dần dần giống như những sinh viên hiện nay đang theo học từ các tỉnh xa về Hà Nội. Trường của chúng tôi thực hiện có một cái slogan như sau là chăm sóc từng em, giúp mỗi em tiến bộ và hội nhập. Thế thì với cái tiêu chí đó thì học sinh của trường của chúng tôi đã đạt được những cái mục tiêu giáo dục nhất định, và khi các em ra nước ngoài hoặc là học tiếp đại học thì cũng đều thể hiện được những cái khả năng của mình, và cái khả năng hội nhập của các em học sinh trường Lomonosov được đánh giá là tốt. Thì năm nay thì tôi cũng muốn cụ thể hơn. Năm học 2014 và 2015 thì trường Trung học Phổ thông Lomonosov là tuyển sinh khối 6 là 8 lớp với 250 học sinh, và lớp 10 là cũng 8 lớp với 250 học sinh, và mỗi một khối lớp thì có một lớp tăng cường tiếng Anh 6 tiết do giáo viên người bản ngữ dạy, và tất cả các lớp còn lại thì đều có tăng cường 2 tiết cũng là giáo viên bản ngữ dạy để giúp cho các em có khả năng nói tốt. Thì ngoài ra thì trường Lomonosov là một trong trường cũng khá hiếm trường của Hà Nội thực hiện các dự án ngoại ngữ 2, ngoại ngữ tiếng Nhật và ngoại ngữ tiếng Đức. Thì đây cũng là một cái điểm thu hút rất là lớn đối với học sinh của thủ đô. Và về phía tiểu học thì tôi cũng xin mời cô Nguyễn Thị Thúy Liên giới thiệu một chút về công tác tuyển sinh của nhà trường ở dưới tiểu học. Xin mời cô ạ. Tôi là hiệu trưởng trường tiểu học Lomonosov Mỹ Đình. Rất may tôi được làm hiệu trưởng ở một cái trường với cái bề dày là hơn 20 năm của trường, cho nên rằng là phụ huynh rất là tin tưởng.
và được cái sự chỉ đạo của hội đồng quản trị, cho nên là trường tiểu học Nô Sốt Mỹ Đình mới thành lập thôi một năm, nhưng với sự đông đảo ủng hộ của phụ huynh cho nên là trường của chúng tôi phát triển đầy đủ từ năm khối lớp. Riêng lớp 1 của chúng tôi năm 2013 và 2014 thì có 3 lớp 1 với 98 học sinh lớp 1. Cho nên là tôi cũng thấy rằng đây là cũng được cái sự chỉ đạo của hội đồng quản trị đầu tư vào cơ sở vật chất, đầu tư về con người, đó là giáo viên. Mà cơ sở vật chất của chúng tôi từ phòng học cho đến nhà vệ sinh được rất là khang trang và đầy đủ các tiện nghi. Thứ hai nữa là rất là lo lắng cho các con và chăm chút cho các con từ những cái bữa ăn cho đến điều hòa hai chiều để ấm về mùa đông và mát về mùa hè. Cho nên đấy cũng là một cái sự để cho phụ huynh tin tưởng. Tiếp nữa là chúng tôi thấy rằng là về cái tuyển sinh của chúng tôi năm nay thì cũng do là nhu cầu của phụ huynh. Năm nay chúng tôi cũng xin là mở 3 lớp với sự chỉ đạo của phát triển của hội đồng quản trị. Thì và cái nhu cầu của phụ huynh có đến. Thế cho nên là chúng tôi có sơ tuyển. Với cái sơ tuyển của chúng tôi không gây áp lực cho phụ huynh. Đó là các em học cái gì của mẫu giáo chúng tôi sẽ sơ tuyển. Ví dụ như ở các chuẩn mực như là tình cảm và quan hệ xã hội là các em đã được học. Hai là ngôn ngữ và giao tiếp. Ba là nhận thức. Bốn là thể chất cũng như trường Ban Mai, sức khỏe là trên hết. Cho nên cũng phải tuyển các em có sức khỏe. Đồng thời chúng tôi năm nay thì là sơ tuyển như thế thì cũng do nhu cầu cho nên phải sơ tuyển để lấy các cháu vào với cái nhu cầu chỉ đạt chỉ tiêu của trường đã đề ra. Và cũng được cũng sự nhiệt tình của các phụ huynh thì đến nay cái số lượng các cháu mà đăng ký thì xin tuyển cũng đã kha khá nhiều rồi. Và xin chúc mừng những thành quả mà nhà trường đã đạt được trong thời gian vừa qua. Cảm ơn thầy Tùng và cô Liên đã mang tới chúng ta những thông tin khá là cụ thể về công tác tuyển sinh của trường Lomonosov trong mùa tuyển sinh năm 2014. Và thưa thầy Tùng, giống như thầy Cường đã chia sẻ phần đầu chương trình thì một trong những nguyên nhân dẫn tới việc mùa tuyển sinh đầu cấp luôn trở nên căng thẳng đó chính là tâm lý của các vị phụ huynh khi luôn luôn muốn con mình phải vào trường chuyên, lớp chọn hay những trường chất lượng cao. Vậy thì là một cơ sở đào tạo uy tín Lomonosov thì thầy có thể chia sẻ liệu có sự khác biệt nào trong chương trình đào tạo của các trường công lập với ngoài công lập hay không, và tại nhà trường thì các bạn học sinh sẽ được theo học một chương trình như thế nào? Vâng, thứ nhất thì tôi cũng thực ra thì như thầy Nguyễn Phú Cường và bà Mai và Lan Anh thì cũng có trao đổi, tức là cái này là sức ép là do từ tâm lý phụ huynh, nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng sẽ đặt mình vào vai trò là của một phụ huynh học sinh. Con tôi năm nay cũng vào lớp 6. Thế thì mà cái sức ép của học sinh năm nay vào lớp 6 là khá lớn khi mà số lượng học sinh vào lớp 6 năm nay so với năm học trước là tăng khoảng hơn 20.000 học sinh. Thế thì cái này thì thực ra thì chúng tôi cũng không chọn được cho con năm sinh đâu. Bởi vì là đến lúc phải sinh thì sinh thôi. Thế chứ chúng tôi cũng không có sự lựa chọn nào về cái chuyện tuổi của con. Nhưng thực ra thì theo thống kê thì có lẽ là mỗi một năm có một cái áp lực khác nhau. Thế thì mọi người hãy đặt vào cái địa vị, cái hoàn cảnh của mình là phụ huynh học sinh thì mới thấy thông cảm và thấu hiểu cho phụ huynh học sinh. Thế thì cái áp lực đó là không tránh được khi mà những đứa con là những cái tài sản vô giá của các gia đình. Thế thì có những phụ huynh khi mà tôi tiếp họ có thể vào họ tìm hiểu về trường và họ tìm hiểu về trường đến 2-3 tiếng đồng hồ. Họ hỏi rất cặn kẽ. Cái điều đó là mình giải tỏa được cho họ cái điều nào để giúp cho họ nhìn nhận về cái ngôi trường họ dự kiến cho con họ học. Và chia sẻ được cái áp lực với của họ. Tôi nghĩ rằng cái điều đó là cái điều cần thiết. Thế quay trở lại câu hỏi của bạn thì tôi thấy rằng là chương trình học giữa các trường ngoài công lập và công lập thì về cơ bản thì là giống nhau thôi. Theo quy định chung của bộ, những môn học này, số tiết học này, chương trình nó đều có chuẩn rồi. Nhưng tuy nhiên thì tại sao trường Ban Mai, trường Wellspring và trường Lomonosov và một số trường khác chúng ta thực hiện được nhiều chương trình hơn? Là do hiện nay chúng ta đang học bán trú. Chúng ta học cả sáng cả chiều, trong khi đó là một số trường quốc lập thì chỉ học buổi sáng hoặc buổi chiều thôi. Cho nên vì về thời gian là của chúng tôi là có nhiều thời gian hơn và chúng tôi triển khai được một số môn học khác, một số cái chương trình kỹ năng khác cho học sinh, cũng như là có thời gian để giảng dạy cho các em, tăng cường cho em về ngoại ngữ. Đấy. Thế thì đa phần thì các trường thì đều theo cái chuẩn, nhưng tôi nghĩ rằng là sự sáng tạo, sự thay đổi, đổi mới phương pháp giảng dạy thì của mỗi trường là khác nhau. Thế cho nên là
cái đánh giá từ cha mẹ học sinh về một cái ngôi trường nào đó thì tôi nghĩ rằng là sẽ nhiều góc độ và nhiều yếu tố. Thế còn lại như lúc nãy chúng ta đã nói lại về trường điểm, trường chuẩn vân vân, thì hiện nay thì tôi cũng chưa có thấy rằng là Sở Giáo dục Hà Nội cũng chưa có đánh giá, cũng chưa có một cái văn bản nào cụ thể về danh sách các trường như là trường nào là trường điểm, trường nào là trường chất lượng cao, thì tôi thấy rằng là chưa có. Thế tuy nhiên thì đánh giá của dư luận xã hội này, từ những đồng nghiệp này, từ cha mẹ học sinh, tôi nghĩ rằng là tương đối là chính xác. Vâng, và chúng ta thấy rằng là mỗi vấn đề thì luôn luôn có rất là nhiều góc nhìn, và khi lựa chọn là trường cho con thì ngoài về chất lượng đào tạo, uy tín của các trường thì một vấn đề nữa mà các bậc phụ huynh cũng rất là quan tâm, đặc biệt là nếu cho con theo học tại các cơ sở đào tạo ngoài công lập, đó là vấn đề học phí. Vậy thầy có thể chia sẻ thêm về điều này, cũng như là có thể cho biết những thông tin về các chế độ khen thưởng, ưu tiên cũng như hỗ trợ học phí tại nhà trường. Vâng ạ. Thì tôi nghĩ rằng là thực hiện đúng theo quy định của Sở Giáo dục về 3 công khai, trong đó là có công khai về tài chính, thì tôi nghĩ rằng là trường Lomonosov là một trong những trường học mà mang đến cái mức học phí khá là dễ chịu cho cha mẹ học sinh, với mức học phí 1.3 triệu một tháng, học 2 buổi trên một ngày, với những cái chương trình học và chương trình kỹ năng sống, tôi nghĩ rằng là cái mức kinh phí ở đó là phù hợp. Và trong một thời gian vài năm gần đây thì chúng tôi cũng chia sẻ những cái khó khăn với cha mẹ học sinh khi trong thời gian vừa qua thì chúng ta về kinh tế chung là suy thoái, thì tôi thấy rằng là cái sự chia sẻ đó của nhà trường là được cha mẹ học sinh rất là ghi nhận, và đó cũng là một cái sự, tôi nghĩ rằng là một cái sự thiệt thòi cũng như là sự chia sẻ của hội đồng quản trị cũng như những nhà đầu tư, thì tôi nghĩ rằng đó là cái điều mà chúng tôi ghi nhận. Vâng. Và thầy có thể chia sẻ thêm về một số hỗ trợ cũng như ưu tiên của nhà trường đối với các học sinh. Vâng ạ. Như câu hỏi của bạn thì theo tôi hiểu ấy, tức là bạn hỏi là về học sinh khi vào đầu cấp thì các em có những thành tích xuất sắc thì nhà trường có ưu tiên, có hỗ trợ gì không? Và trong năm thì tôi trả lời ngay, tức là những học sinh khi mới chuyển cấp để vào trường thì chúng tôi những cái quy định cứng của Sở Giáo dục và Bộ Giáo dục về những thành tích các em đạt được thì đều được cộng điểm. Thế nhưng tuy nhiên thì chúng tôi vẫn dành những cái suất học bổng khá là lớn cho những học sinh đầu cấp có điểm thi cao nhất của khối, của từng môn học của khối thì chúng tôi đều có cả. Và trong năm thì trường Lomonosov thì có những suất học bổng dành cho thứ nhất là những học sinh có điểm cao nhất của khối, và thứ hai những học sinh vượt khó. Thế thì dư luận xã hội và nhiều người thì nói rằng học sinh Lomonosov, đã là học sinh Lomonosov thì thường đa phần là những con nhà khá giả, thì sao lại phải có những cái phần thưởng dành cho học sinh vượt khó. Thì vừa qua thì chúng tôi mới tổng hợp lại thì học kỳ này có 18 học sinh vượt khó, thì trong đó thì có rất là nhiều học sinh đã vượt qua được những, có những cái nghị lực rất lớn để vượt qua được những bệnh tật, những cái hoàn cảnh gia đình éo le, mặc dù là về kinh phí, về kinh tế của gia đình những học sinh đó là tương đối ổn. Vâng. Tuy nhiên là chúng tôi đã tự hào là chúng tôi giáo dục được các em và hướng dẫn các em, định hướng để các em vượt qua được những cái khó khăn đó, thì chúng tôi đã làm được cái điều đó. Thế còn những học sinh giỏi và học sinh giỏi thành phố và học sinh giỏi quốc gia thì năm nay thì cũng rất là vui mừng, trường Lomonosov là trường ngoài công lập nhưng chúng tôi cũng có tới 3 giải quốc gia. Thế thì giải nhất, giải huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng của môn tiếng Anh, thì cái điều đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất là tự hào. Và môn ngữ văn của học sinh khối 12 thì cũng có học sinh được lọt vào cái vòng thi là chọn đội tuyển theo học sinh giỏi quốc gia. Vâng. Thì chúng tôi những học sinh đó thì đều được vinh danh ở trong phòng truyền thống. Tôi nghĩ rằng là đó là một trong những cái động viên cũng khá là lớn với học sinh. Vâng. Vâng. Đúng như thầy từng vừa chia sẻ thì trường Lomonosov nói riêng và các trường ngoài công lập khác nói chung cũng luôn luôn có những chế độ ưu tiên, hỗ trợ và khen thưởng đối với các bạn học sinh, để từ đó tạo động lực giúp các bạn phấn đấu cố gắng hơn nữa trong quá trình học tập của mình. Và thưa thầy, hiện nay với những em học sinh đang học tập tại nhà trường có nguyện vọng thi chuyển cấp trong hệ thống đào tạo thì có điều gì thuận lợi hay không? Còn với những bạn đang học tại những trường ngoài công lập mà muốn chuyển cấp sang trường công lập và ngược lại thì có những khó khăn gì không? Chúng tôi thì rất hoan nghênh các em học sinh là đang học ở trong hệ thống chuyển tiếp lên các lớp đầu cấp của hệ thống. Thứ nhất là các em rất thuận lợi ở với cái thứ nhất là quen trường, quen lớp, quen thầy, quen cô, quen từ ghế đá, quen từ ghế bàn, quen từ cái gốc cây. Thì cái điều đó là tôi nghĩ rằng là cái thuận lợi rất lớn. Các em quen về cả cái phương pháp học tập, phương pháp giảng dạy của các thầy cô trong nhà trường, quen cả với cả các thầy cô ở trong phòng đức dục, phòng cố vấn đoàn, tổng phụ trách đội vân vân. Cái đó là cái rất thuận lợi cho các em.
Thế thì chúng tôi cũng có cái chính sách nhất định đối với các em học sinh. Ví dụ như là chúng tôi cuối buổi họp cha mẹ học sinh của cấp khối cuối cấp thì cũng đều có gặp mặt giữa lãnh đạo nhà trường với cha mẹ học sinh để chia sẻ và xem cái nguyện vọng của cha mẹ học sinh như thế nào để có cái định hướng giúp cho họ. Thì chúng tôi cũng có cộng điểm, ví dụ như là lớp 9, lớp 10 thì chúng tôi cũng có cộng 2 điểm vào cái điểm xét tuyển đối với học sinh vào 10 của nhà trường. Và tiếp theo nữa là về kinh phí thì chúng tôi cũng có hỗ trợ nhất định cho các em học sinh chuyển cấp trước như vậy, về kinh phí, về đóng góp cơ sở vật chất cũng như một số cái khoản kinh phí khác. Thế còn đối với học sinh trường ngoài công lập chuyển vào chúng tôi thì chúng tôi cũng về, thứ nhất là về thủ tục thì như cũng như giống như trường Ban Mai, trường Wellspring cũng như một số trường khác thôi. Thủ tục ở các trường ngoài công lập nhanh gọn và tạo mọi điều kiện cho các em học sinh. Đấy, cái điều đó là chúng tôi tự hào về, chúng tôi làm cái thủ tục hành chính rất nhanh. Thế vấn đề tiếp theo nữa là các em cũng có cái khó khăn nhất định. Ở đây tôi nghĩ rằng cái khó khăn chủ yếu về môi trường thôi. Thế còn đa phần khi học sinh xin vào trường Lomonosov thì họ cũng đã tìm hiểu về trường, cũng định hướng được rằng là khi vào trường con mình có gặp khó khăn gì và bộ phận tuyển sinh cũng sẽ giúp cho họ, giới thiệu cho họ là nên như thế nào. Và tôi thấy đa phần là chưa cần đến nhà trường phải có những cái buổi phá băng cụ thể thì là cha mẹ học sinh đã định hướng cho con ngay từ trong hè trước khi đến trường rồi. Và chúng tôi thấy rằng là cái sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường khi ngay khi con em họ chưa vào trường đã làm cho con em của họ chuyển từ trường ngoài vào hội nhập rất là nhanh. Tôi thấy là cái điều đó cũng là điều mà phụ huynh học sinh cũng rất tin tưởng vào cái bộ phận tuyển sinh của nhà trường. Xin cảm ơn thầy Tùng cũng như các thầy cô đến từ trường Lomonosov đã cung cấp từ những thông tin trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quá trình chuyển cấp thì có thể gây ra những khó khăn đối với bạn học sinh trong tâm lý khi mà phải thay đổi môi trường học tập. Tuy nhiên tại các nhà trường thì các thầy cô luôn luôn cố gắng hỗ trợ cho các bạn để làm sao các bạn sẽ hòa nhập nhanh nhất với môi trường học tập mới. Trước khi quay trở lại với buổi trao đổi ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự. Sang chuyển cấp thì tất nhiên là sẽ phải gặp gần như là sẽ gặp rất ít những cái bạn mà học cùng cấp một với mình, sẽ phải có nhiều bạn mới. Thì lúc đầu thì em cũng băn khoăn là không biết là lên cấp 2 thì liệu các bạn ấy kiểu còn thân thiết với lại kiểu thân thiện như hồi là hồi cấp 1 không. Lên cấp 2 thì em cảm thấy cũng hơi áp lực và cũng hơi lo lắng, bởi vì khi mà lên cấp 2 thì thầy cô giáo cũng thay đổi nhiều, bài kiểm tra thì nhiều hơn, với cả điểm tổng kết và nó cũng phải chia nhiều môn. Lúc đầu khi mà thay đổi thầy cô giáo em cũng thấy khá là khó thích nghi, bất an và cũng sợ hãi nữa. Thầy cô giáo thì mỗi người là có một cá tính khác nhau, và không giống với cấp 1 là các cô thì hiền và quan tâm đến học sinh, còn lên cấp 2 thì các cô nghiêm khắc hơn một chút ạ. Không cùng một cô dạy nên là cũng cảm thấy là cũng khó bắt chuyện với từng cô. Nhưng mà lúc đầu thì em cũng cảm thấy tương đối là lo lắng với bất an. Khi chuyển môi trường học từ cấp 2 lên cấp 3 thì ban đầu em cảm thấy hào hứng, bởi vì là mình sẽ được tiếp xúc với những kiến thức mới. Thế nhưng mà đến khi vào rồi thì lại thấy đôi khi là thấy vô cùng áp lực, bởi vì kiến thức nặng và phải khả năng tự học của mình phải nhiều. Khi lên cấp 3 thì em cũng khá là bất ngờ với cái môi trường học mới ạ. Mặc dù em cũng đã học ở đây là cấp 2 rồi nhưng mà em thấy khối lượng kiến thức nó cũng khá là nhiều, và thầy cô thì thường là tập trung với phần giảng hơn chứ không còn phải nhắc nhở học sinh. Vào một môi trường mới của em khá là bỡ ngỡ. Các thầy cô thì không như cấp 2 nữa, thì các cô khuyến khích cho chúng em cách tự học và bài khối lượng kiến thức và bài tập cũng khá là nhiều ạ. Quý vị và các bạn thân mến, qua clip phỏng vấn vừa rồi thì chúng ta đã hiểu rõ hơn về những chuyển biến tâm lý của bạn học sinh khi chuyển cấp, và đa số các em thì đều rất là bỡ ngỡ và lo lắng khi thay đổi môi trường học tập. Vậy thì thưa thầy Cường, khi các bạn học sinh có những biểu hiện tâm lý tiêu cực vì chưa quen với môi trường học tập mới thì các bậc phụ huynh và đặc biệt là các thầy cô giáo sẽ cần làm gì để nhanh chóng phát hiện và giúp các em sẽ hòa nhập với môi trường mới tốt hơn ạ? Cảm ơn câu hỏi của việc chuyển cấp thì đúng là phụ huynh học sinh thì ít có cái băn khoăn hơn là trực tiếp các em, như cái clip vừa rồi cũng đã nói rõ. Thế thì trường của chúng tôi là đối với các em học sinh mà mới từ mầm non lên đến tiểu học thì các em ngay từ khi xây nhà vệ sinh bọn tôi đã chuẩn bị, vì ở tiểu mầm non ấy là nhà vệ sinh liền với lớp. Thế chỗ chúng tôi cũng phải là cái nhà vệ sinh nó cũng ngay gần sát lớp và phải rất là sạch để các em không sợ.
Đấy, thì đấy là một cái mà giúp cho các em nó chuyển được cái tâm lý, nó đỡ ngại, nó quen dần đi. Sang lên cấp 3 thì có khi nó còn một khu vực này đến anh phải đi vệ sinh chỗ này cả, thì nó đã tiến lên một bước khác rồi. Như vậy tức là lấy từ cái cơ sở vật chất mà tôi đã để ý. Chưa kể là các cái giáo viên chủ nhiệm đầu năm vào là có cái phiếu và chúng tôi quy định là tìm hiểu rất là kỹ, kỹ để giúp cho các em. Thế sau đó thì những cái tiết đầu tiên, ở những cái tuần đầu tiên và thậm chí những cái tháng đầu tiên là thực sự chăm sóc. Ví dụ như từ lớp 5 lên lớp 6, các cháu, các con là nghe thì được nhưng ghi không được, mà ghi rất là chậm. Vậy thì cái thời gian đó là tất cả các thầy giáo, cô giáo bộ môn là phải chăm chút cái việc này để cho các em ấy nó quen với cái cách học. Thế trước kia thì chỉ có một hai cô giáo ở tiểu học thôi, bây giờ lên đến là như các em vừa nói đấy, 14 bộ môn tất cả, như vậy thôi, trên chục thầy cô với những cá tính khác nhau. Vậy thì nhà trường cũng có cách ứng xử thống nhất, cho nên cái khẩu hiệu là chăm sóc từng em, giúp mỗi em tiến bộ, sau đó mới giúp nó hội nhập vào. Đấy là cái khẩu hiệu chung mà nhà trường đã nêu lên để giúp cho các em ấy là có những cái bữa ăn đầu. Qua cái ý kiến vừa rồi thì chắc là chúng tôi cũng như sẽ nhờ thầy Tùng với cô Liên ấy là chỉ đạo cho giáo viên làm sao cho các em không ngại. Đấy, nó nói là từ tiểu học thì các cô thâm thiết hơn, lên đến cái trung học cơ sở thì nhiều thầy cô quá khó tìm hiểu được, khó cái thời gian tâm sự, vì dạy xong lớp này cô chuẩn bị lại sang lớp khác rồi thì thời gian đâu mà còn ngồi lại lớp cùng nữa. Ví dụ như thế thì mình lại có những biện pháp. Thế chỗ chúng tôi thế, mặt khác thì là các cái chuyên đề sinh hoạt chủ nhiệm của nhà trường ấy là liên tục để giải quyết được rất nhiều cái khâu, trong đó có những khâu với các cái em mà có những vấn đề về tâm lý, có những vấn đề về ví dụ như có thể tự kỷ ám thị, cũng có thể là có những vấn đề khác về hoàn cảnh gia đình hay gì đó thì được giải quyết cá biệt hóa và triệt để. Thế cho nên là các bậc cha mẹ học sinh thì chắc là yên tâm khi mà gửi con vào những môi trường mà các thầy các cô thực sự là tâm huyết, coi các con, các học sinh ấy như là con em của mình. Thì các em nó mới thấy thân thiết được, cũng như là chị Tuệ Minh có nói, tức là phải làm cái môi trường thân thiện như thế thì học sinh nó mới thân thiện với mình. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là chân tình của thầy Cường. Và chúng ta thấy rằng hiểu được những mong muốn, nguyện vọng của các em học sinh chính là điều vô cùng cần thiết để các thầy cô và các vị phụ huynh sẽ giúp cho các bạn vượt qua những khó khăn trong thời gian đầu tiên khi vừa chuyển cấp. Và từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã nói rất nhiều tới việc chọn trường, chọn lớp cho con em mình. Và thưa cô Phương, cô có thể chia sẻ với các vị phụ huynh là khi chọn cho con em mình môi trường học tập thì các vị phụ huynh nên căn cứ vào những tiêu chí nào để giúp các em có một môi trường phù hợp nhất ạ? Vâng, như quý vị cũng đã nghe rất nhiều các vị khách mời đây đã chia sẻ về tiêu chí chọn trường, thì có thể khẳng định lại một lần nữa, tiêu chí quan trọng nhất mà cha mẹ nên quan tâm khi chọn trường cho con đó chính là về mục tiêu học tập. Cha mẹ muốn con mình được học tập những gì và giúp muốn con học tập như thế nào thì sẽ lựa chọn những cái môi trường phù hợp với cái mục tiêu, cái định hướng của gia đình. Tiếp theo nữa là môi trường học tập. Môi trường học tập ở đây thì có bao gồm cả môi trường về con người, như là mối quan hệ giữa học sinh với thầy cô giáo và nhà trường với cha mẹ học sinh, và môi trường về cơ sở vật chất cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để cha mẹ học sinh chọn trường cho con. Cái yếu tố thứ ba tôi nghĩ cũng là một cái điều rất đáng được quan tâm, đấy là cự ly. Bởi vì khoảng cách từ gia đình đến trường cũng có rất nhiều những cái điều ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe của các con. Ví dụ như với những bạn mà có cái sức khỏe tốt và có khả năng di chuyển trên một chặng đường dài thì có thể sẵn sàng lựa chọn một cái môi trường phù hợp với mục tiêu, phù hợp với cả cái mong muốn của gia đình, và ở hơi xa một chút cũng được. Nhưng với những bạn mà có sức khỏe chưa được tốt lắm thì chúng ta sẽ tập trung vào cái việc bồi dưỡng cái sức khỏe cho con trước, và sau đó thì lựa chọn những cái môi trường quanh nhà mình và phù hợp tạm thời với cả cái mục tiêu mong muốn của gia đình. Và yếu tố thứ tư tôi nghĩ thì cũng rất là nhiều phụ huynh quan tâm và cũng đã đặt ra câu hỏi lúc nãy rồi, đó là về mức độ về tính kinh tế. Tính kinh tế là một trong những cái yếu tố mà cha mẹ thường rất là quan tâm khi đặt ra cho mình một cái lựa chọn trường ngoài quốc lập.
Và mỗi phụ huynh khi lựa chọn ngôi trường ngoài quốc lập thì bao giờ cũng sẽ phải xây dựng cho mình một cái bài toán kinh tế dài hơi để làm sao đó con có thể theo học tại môi trường mình đã chọn trong một khoảng thời gian ít nhất là hết một cấp học, để kiên định với một mục tiêu, với một môi trường phát triển, để con có thể hình thành những cái kiến thức, kỹ năng. Như thầy Phan Anh lúc nãy nói là kỹ năng sống thì không thể hình thành trong ngày 1, ngày 2 mà phải có cả một quá trình. Và trường nào khi xây dựng cái chương trình học của mình đều quan tâm đến vấn đề này. Nên là nếu như chúng ta không có những cái bài toán kinh tế dài hơi và cụ thể mà làm ảnh hưởng đến cái quá trình học tập của con trong một cái cấp học thì cũng sẽ là một cái điều rất là lãng phí. Thì đấy là bốn cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng chúng ta khi chọn trường cho con thì nên quan tâm. Và khi trả lời được cả bốn cái câu hỏi đó thì việc chọn trường nào đối với chúng ta rất là dễ dàng. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ cô Phương. Chúng ta thấy rằng có rất là nhiều tiêu chí mà các bậc phụ huynh nên cân nhắc trước khi chọn trường, chọn lớp cho con mình. Đó chính là về đội ngũ giáo viên, chương trình học, về cơ sở vật chất, về khoảng cách cũng như là về tính kinh tế. Và ngoài việc tâm lý chọn trường chọn lớp cho con thì các bậc phụ huynh còn có tâm lý là cho con đi học thêm trước khi bước vào học để làm sao các em có thể bắt kịp với bạn bè. Và hiện nay thì có một hiện tượng đó là không ít bậc phụ huynh đổ xô cho các em mình học chữ trước khi vào lớp 1 hoặc là học luyện toán thật là nhanh. Vậy thì không biết là thầy Phan Anh nghĩ như thế nào về điều này? Đây có phải là một điều tốt cho các bé không ạ? Về cái vấn đề này thì thực ra các chuyên gia giáo dục và các nhà tâm lý cũng đã nói rất nhiều rồi. Thực ra chúng ta làm sao để các con học sinh mà đến trường, môi trường học ở trường cũng như là về với gia đình, các con đã có thể đủ được. Đấy là một cái điều lý tưởng nhất. Chứ đối với hệ thống giáo dục Wellspring của chúng tôi thì chúng tôi không hề khuyến khích học sinh là đi học thêm. Tất nhiên có những em thì cũng có những cái hạn chế nhất định. Thế thì nếu lý tưởng nhất ở ngay từ nhà trường, các thầy cô có thể hỗ trợ cho các em. Còn đặc biệt là học sinh đầu cấp khối 1, tôi thì không phải là hiệu trưởng tiểu học, nhưng mà ở trường chúng tôi thì chúng tôi hiểu rất rõ. Chúng tôi trong cái quá trình nhận học sinh, chúng tôi không bao giờ quan tâm đến cái việc là các em phải biết được đọc rồi, viết được rồi. Cái điều đó là không cần thiết, bởi vì cái điều đó không hề có lợi. Mà đặc biệt là chúng ta đang tước đi cái tuổi thơ của các em ngay ở bậc tiểu học, bậc mầm non. Đáng nhẽ các em phải được chơi, được vui với bạn bè thì bố mẹ lại đưa cho con đi học. Mà cái điều quan trọng nhất của chúng tôi là học sinh khi đến trường và cảm thấy hạnh phúc, như lúc nãy chị Minh có nói. Thế thì cái hạnh phúc đó nó thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, chứ không phải là hạnh phúc ở đây là con viết rất giỏi hay là học toán giải toán rất nhanh. Tôi lấy có một cái ví dụ, có những cái cuộc thi giải toán rất là nhanh, trong vòng 3-4 phút học sinh có thể giải đến 3-40 câu. Cái điều đó đối với quan điểm giáo dục của Wellspring của chúng tôi không ủng hộ. Bởi vì đấy, chúng ta đã biến học sinh thành những cái máy học, máy giải bài tập, chứ không phải là bằng cái tư duy. Và cái quan điểm của chúng tôi là học sinh làm sao cái tư duy của mình vận dụng vào để giải quyết các cái bài toán thực tế, chứ không phải là cái cách giải nhanh, giải chậm, giải nhiều, giải ít. Xin cảm ơn thầy Phan Anh. Và qua những phân tích vừa rồi thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị phụ huynh chúng ta sẽ nhìn nhận một cách đúng đắn về vấn đề này, và từ đó giúp con em mình có thể phát triển một cách toàn diện nhất. Trở lại phần trao đổi cùng thầy Cường. Thưa thầy, lúc nãy chúng ta đã nói về những cách để phát triển và giúp trẻ vượt qua những khó khăn ban đầu khi chuyển cấp. Tuy nhiên rằng vẫn phải coi rằng phòng vẫn hơn chống. Vậy thì trước khi con em mình bước vào một lớp mới, chuyển sang môi trường học tập mới, thì các bậc phụ huynh nên chuẩn bị cho con em mình điều gì để các bạn có thể tự tin và hòa nhập tốt nhất với môi trường mới ạ? Xin mời thầy có thể chia sẻ. Cảm ơn với câu hỏi của em. Đối với các em từ mầm non lên tiểu học thì tôi thấy cũng có khá nhiều trường là có cái câu lạc bộ hành trang chuẩn bị cho các cháu vào. Thì cái câu lạc bộ này họ học cũng thưa lắm, một tuần mới có một lần, để cho giúp cho các em. Thì ở chỗ chúng tôi cũng thử nghiệm và tôi thấy rằng là các em cũng rất là phấn khởi. Trước hết là Bộ Giáo dục có cái quy định, có cái chuẩn cho trẻ em hết lớp mầm non lớn đạt được những cái gì. Đấy. Thế thì nhà trường là tìm hiểu và khắc phục tiếp cái đó. Thế rồi sau đó thì vì nhà trường tổ chức bán trú cho nên các em cũng sẽ phải ở lại bán trú. Thì tôi thấy một số em cực kỳ là hứng thú chỉ vì là gì? Được ăn cái khay. Ở nhà thì phải xúc tất cả, nhưng đến đây là tự mình phải có cái khay thức ăn, phải tự chọn lấy. Thế thì như vậy là các em nó quen dần với cái cách làm đó. Thế tương tự như vậy thì cho các em ở các cái khối khác. Đấy, khối từ lớp 9 đến lớp 10. Thì như thầy Tùng cũng đã nói, tức là nếu đã quen ở trong trường thì biết cách rồi.
Nhưng mà những cái tiếp theo nữa, ngay cả từ thời gian trước đây cũng thế thôi, thì chúng tôi cho là khi vào đại học lại có một cách học khác. Thế thì các thầy cô là luôn luôn tập trung vào cái hướng dẫn để cho các em biết được. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của thầy. Và thưa thầy Cường, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thì kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông sẽ diễn ra. Vậy thì thầy có thể chia sẻ đôi điều với các bạn học sinh để các bạn có thể đạt được điểm số cao nhất, kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới ạ? Các em học sinh lớp 12 thân mến, câu hỏi này là dành cho các em. Thì các em đã có quãng đời đẹp nhất trong trường phổ thông với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn xao xuyến khi các em kết thúc 12 năm học phổ thông. Các em có nhiều cố gắng học tập, rèn luyện và các em vừa trải qua những cái phút rất là ngậm ngùi chia tay trong những ngày cuối năm, đặc biệt là ở cái lớp 12 này. Thế thì vừa chia tay xong các em lại sắp sửa bước vào những cái kỳ thi quyết định cái con đường đi tiếp ở một môi trường mới. Thì tôi biết là các em cũng như bố mẹ gia đình các em là rất lo lắng. Để mà có kết quả tốt, có cái bằng tú tài để bỏ cái công 12 năm rèn rũa. Thì kinh nghiệm cho thấy rằng là nhiều năm qua thì đề bộ ra rất cơ bản và hầu hết các em là đỗ. Vậy thì hãy tự tin ở mình ấy. Việc đầu tiên là tôi khuyên các em hãy tự tin. Những ngày này thì các em cần giữ gìn sức khỏe, không thức quá khuya, kể cả sức hút ghê rất là ghê gớm của cái vải vô địch bóng đá thế giới sắp tới. Không học căng thẳng, phải kết hợp giữa ôn tập theo cái lịch riêng của từng em với cái việc là nghỉ ngơi hữu ích đấy ở cái tuần cuối cùng ấy. Sau đó thì để đến khi thi thì các em chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ tùy thân, ví dụ như thẻ học sinh hoặc chứng minh nhân dân, đừng có để quên, bút thì phải đầy đủ, thước Compa và máy tính Casio đúng quy định. Thế rồi sau đó thì trước khi đi thi vào thì các em cũng chuẩn bị, rồi đến khi thi vào đến trước để chủ động cái tâm lý khi vào phòng thi. Không nên là đến dưới quá thì chạy hốt hoảng vào thì đã tâm lý nó đã kém đi rồi. Thế rồi vào thi thì nghiêm túc thực hiện các quy chế thi, tuyệt đối không để vi phạm một cái quy định nào cả, bởi vì rất tiếc là các em mắc thái độ sai cái bị loại ngay từ cái phòng đang thi rồi, thế còn là thi gì nữa. Thế thì cái đấy là cái điều mà tôi thích, các em thật đáng trách và cũng đáng buồn cho các em. Vậy thì các em nên là giữ cái thái độ thật là đúng đắn, và sau mỗi bài thi dù được hay không được các em vẫn tự rút kinh nghiệm và cứ tự tin ở bài sau. Vâng. Rồi tôi chúc là các em thành công. Vâng, xin cảm ơn lời chúc cũng như lời khuyên của thầy Cường dành cho bạn học sinh sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông. Các em hãy luôn tự tin, chuẩn bị cho mình sức khỏe thật tốt, chuẩn bị kỹ càng kiến thức cũng như là hành trang trước khi vào phòng thi, và đặc biệt là chúng ta cần nghiêm túc chấp hành quy chế thi để từ đó không mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Như vậy, trong 90 phút của chương trình ngày hôm nay thì các vị khách mời đã cung cấp tới những thông tin vô cùng hữu ích và thiết thực, từ đó giúp quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh hiểu rõ hơn về mùa tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội năm học 2014-2015, và từ đó chúng tôi hy vọng rằng quý vị cũng sẽ giảm đi sự căng thẳng không cần thiết và lựa chọn được cho con em mình môi trường học tập phù hợp. Và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng tay để cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Quý vị, các bạn và các em thân mến, chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2014 do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị, các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Ai cũng có mơ ước một tương lai tươi sáng, nhưng không phải ai cũng biết định hướng đúng cho tương lai của mình. Welcome to UBEX! Với hơn 40 ngành đào tạo bậc đại học, cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ, UTech sẽ đưa bạn đến tương lai tươi sáng. onthi.net.vn, nơi hội tụ các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm đến từ các trường trung học phổ thông và các trường đại học hàng đầu cả nước. onthi.net.vn giúp bạn hệ thống kiến thức rõ ràng nhất, đầy đủ nhất và dễ hiểu nhất. onthi.net.vn với hệ thống gần 2.000 bài giảng các môn học, phong phú, đa dạng, giúp bạn học tập dễ dàng. onthi.net.vn, website onthi trực tuyến với công nghệ hiện đại, dễ tiếp cận, có tính tương tác cao. onthi.net.vn, cùng bạn đi tới thành công. Hòa nhập vào sự phát triển chung của hệ thống giáo dục tại Việt Nam, trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn với hệ thống các bậc đào tạo: cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp. Các cơ sở và bậc đào tạo gồm: cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh, trung cấp Đại Việt Cần Thơ. Nhà trường luôn cam kết mang đến cho học viên cơ hội hòa nhập vào một nền giáo dục luôn hướng đến sự hoàn thiện,